Vương Phi đa tài đa nghệ, hạ thương mai. chương 811, nhất định phải chạy thoát. Nam Hoài Vương suy nghĩ một lúc, thành thật nói, đúng vậy, từ khi còn nhỏ ta đã ghét ngươi rồi. Mặt hắn đột nhiên hiện lên vẻ hận thù, người lúc nào cũng trưng cái mặt người chết, không muốn thân thiết cùng ta, từ nhỏ mẫu Phi đã bất công, bà cứ nói sau này ngươi phải làm hoàng đế, bắt ta phải nhường nhịn ngươi trong mọi chuyện, bà dốc hết sức lực vì ngươi. Nực cười là ngươi lại không biết cố gắng, Mẫu phi nói, nếu lúc trước ngươi chịu tranh giành một chút, có lẽ lão tổ tông sẽ lập ngươi, ngươi đó, ngươi làm tất cả công sức của bà đổ sông đổ biển hết. Ta cho rằng làm ba mẹ chỉ cầu cho con cái của mình bình an là được, không cần ước mơ quá nhiều, đó là lòng tham quyền lực trong lòng bà. Ta chỉ cảm thấy bất công, nếu lúc trước mẫu phi đặt cược mọi thứ lên người ta, có lẽ ta đã thành công từ lâu, bà tỉnh ngộ quá chậm, đến cuối cùng lại quá sốt ruột, đáng tiếc. Khi Nam Hoài Vương nói những lời này, trên mặt hiện lên vẻ tức giận và không cam lòng mộ dung khanh đang thầm tính toán thời gian thương mai cần để chạy trốn cho nên hắn không chọc giận nam hoài vương mà lại nói hùa theo hắn người nói khi ngươi còn nhỏ ta không thích thân thiết cùng ngươi ngươi có biết vì sao không vì sao nam hoài vương hơi hắn ta thật sự rất muốn biết vì sao từ khi còn nhỏ hắn đã thích sụ ạt cho dù hắn ta làm gì hay nói gì hắn có vẻ như đều rất khinh thường theo lý thuyết một người giống như cục đá như thế không thể nào biết được ý đồ của hắn ta, nếu không biết thì là do hắn sai, là do hắn nhớ tình nghĩa huynh đệ trước. Mộ Dung Khanh nói, bởi vì người thân thiết với ta là vì có ý đồ riêng, từ nhỏ đã thế, còn nhớ rõ năm sinh nhật 7 tuổi của người, phụ hoàng đến nội điện cung phúc khang trò chuyện cùng mẫu phi, người đã biết từ trước, khi ta từ thư phòng về, người cố ý đứng ngoài cửa chọc ta tức giận, ta đuổi theo ngươi vào trong, vừa lúc bị phụ hoàng bắt gặp được, Phụ hoàng luôn dạy dỗ chúng ta huynh đệ phải yêu thương kính trọng nhau. Thấy ta đuổi theo ngươi như thế, sao có thể buông tha dễ dàng được? Đó là lần đầu tiên ta bị phụ hoàng đánh. Từ đó về sau ta đều cách xa ngươi ra, bởi vì đằng sau sự ngoan ngoãn và nụ cười của ngươi che giấu quá nhiều ý đồ mờ ám. Nam Hoài Vương cười nhẹ, hắn khẽ phe phẩy lòng bàn tay cho tàn từ bên ngoài thổi đến, rất sặc mũi. Đúng vậy, lần đó là do ta cố ý, rất nhiều lần sau đó cũng là do ta cố ý ta muốn để phụ hoàng biết, đứa con trai mà ông cho rằng rất ngoan ngoãn thật ra rất tệ hại, ta giả vờ lấy lòng ngươi cũng vì muốn ngươi rơi vào bẫy của ta, ngươi nói từ khi đó ngươi đã bắt đầu xa cách ta, nhưng ngươi vẫn không hề làm thế, ngươi vẫn luôn rơi vào bẫy của ta, chỉ cần ta giả vờ kính cẩn nghe lời là ngươi lại mắc bẫy, khi đó ta cũng không biết ngươi đã nhìn thấy ta. Chỉ thấy lần nào ngươi cùng nhìn ta bằng ánh mắt đầy thù hận và chán ghét thì lại càng muốn làm ngươi làm trò hề, mất mặt trước mặt phụ hoàng, làm phụ hoàng thất vọng audio điện tử võ tấn bền. Cuộc nói chuyện này như một lần thanh toán, tính cho rõ ràng tất cả ân oán của hai huynh đệ từ nhỏ đến lớn xong rồi cũng sẽ không còn bất cứ tình cảm nào nữa. Nhưng Mộ Dung Khanh bắt đầu cuộc trò chuyện này với mục đích kéo dài thời gian, nói đến đây hắn lại cảm thấy có chút buồn bã, đúng là từ nhỏ hắn đã không quá thân thiết với lão bát, nhưng người khác đều nhận ra được hắn rất quan tâm đến người đệ đệ này. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, hắn xem trọng tình thân đối xử lạnh nhạt với hắn ta cũng là vì đã thất vọng chứ không phải là vì không quan tâm. Nam Hoài Vương tiếp tục nghiến răng nghiến lợi nói, tất cả mọi người đều nói ngươi xuất sắc, rõ ràng ngươi không phải là thái tử, nhưng lại có rất nhiều người dám phạm vào điều cấm kỵ mà khen ngươi có tài đế vương, sao ta phục được. Người khác không hiểu nhưng ta lại rất hiểu ngươi, ngươi không đủ tàn nhẫn, làm sao làm hoàng đế được. So ra, cho dù ngươi xuất sắc về mọi mặt nhưng lại không thích hợp làm hoàng đế bằng hắn, đến cả người hắn yêu mà hắn còn từ bỏ không chút do dự, nhưng hắn cũng đã trúng độc của lão tổ tông, nói cái gì mà tình thân máu ngủ ruột ra, nếu ta là hắn thì đã sớm tiêu diệt mối uy hiếp là ngươi từ lâu, giang sơn này cũng sẽ nắm chắc trong tay, nếu ngươi chết sớm, lúc hắn bị bệnh nặng thì cũng là lúc ta bắt đầu chuyện lớn, thật là đáng tiếc, đáng tiếc mà. Hắn lắc đầu liên tục, trên mặt hiện lên vẻ oán hận, oán hận mộ dung khanh, cũng oán hận hoàng đế, càng oán hận ông chờ, chỉ cần có một chuyện nếu xảy ra, chuyện lớn của hắn đã thành công. Ông trời không đứng về phía hắn, ngay cả Tôn Phương Nhi và Thương Khâu mà hắn tin tưởng cũng lần lượt phản bội hắn. Hắn cướp lấy bầu rượu của mộ dung khanh, ngửa mặt lên trời uống cạn, sau đó quăng mạnh xuống đất, bầu rượu vỡ ra, chút rượu đục còn lại và mảnh sứ bắn tung tóe, bắn xuống mở u bàn tay của mộ dung khanh. Hôm nay, người chết hoặc là ta chết, nhưng cho dù là người chết hay ta chết, vì đồng mệnh cổ, cuối cùng chúng ta đều không sống nổi. Giống như chỉ lên trời thề, kiếm chi thẳng mộ dung khanh, một đạo kiếm khí sắc bén. Trong lúc nhất thời, mỗi ngóc ngách tòa miếu long vương nho nhỏ này đều tràn ngập sát khí. Phái người xuống núi đuổi theo, bổn vương muốn để hạ thương mai tận mắt nhìn thấy mộ dung khanh chết. Lặp đi lặp lại, đó là tính tình của hắn, cứ hay thay đổi, có thể thấy được hắn đã điên cuồng rồi. Thương mai vẫn mãi chạy xuống chân núi, bởi vì chạy nhanh, Bụng của cô truyền đến từng cơn đau đớn, cô ôm bụng, buồn bã nói, "Con ngoan, con phải kiên cường lên, phải chịu đựng, ba của con dùng cả mạng sống để bảo vệ con, con không thể chịu thua được." Ôm trong lòng sự kiên trì này, không ngờ thật sự không còn đau như thế nữa. Cô nhanh chóng chạy xuống núi, đằng sau có cao thủ khinh công đuổi theo, cô quay đầu lại, thấy có mấy người lướt qua ngọn cây, liên tục đuổi về hướng cô. Cô sốt ruột, càng trốn nhanh hơn. Chạy đến lưng chừng núi, đến nơi bằng phẳng hơn lập tức nhìn thấy vài con ngựa, cô tháo dây cương của một con, xoay người leo lên. Binh lính đuổi theo ở phía S sau cũng nhanh chóng đuổi đến, đang dục ngựa đuổi theo cô. Đường xuống núi khá bằng phẳng, thương mai vung roi thật mạnh, tranh thủ kéo giãn khoảng với binh lính đang đuổi theo. Liều mạng chạy như điên đúng là cũng có chút hiệu quả, hình như con ngựa cảm nhận được cơn sốt ruột và ý chí cầu sinh của cô, hoặc cũng có lẽ là bị roi quất đau, chạy đi như bay có ám khí bay vèo vèo đến, sượt qua tai cô, có chất lỏng nóng cháy chảy ra, sau lưng cũng chuyển đến đau đớn, cô không thèm để ý đến, chỉ muốn nhanh chóng chạy đến phủ Thanh Châu, nếu Tần Châu có thể đến thì cô và lão thất có thể sẽ được cứu. Cơn đau rát sau lưng càng kịch liệt hơn, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được máu của bản thân đang chảy dần, bắt đầu chóng mặt, cô cố gắng chịu đựng, chưa hề buông bỏ tín niệm trong lòng, ý chí cũng chưa bao giờ thả lòng. Cây cối hai bên nhanh chóng chạy ngược ra phía sau, Tất cả mọi thứ như khung cảnh vút qua, trong mắt cô, con đường màu vàng kia giống như một giải lụa, liên tục vụt qua phía sau cô. Đằng sau, tiếng vó ngựa lại càng gấp hơn, thương mai cúi dặp người, cố gắng tránh né ám khí của đối phương, tuy không nhìn được, nhưng chỉ dựa vào cảm giác cô cũng biết sau lưng cô đã biến thành trái dâu tây, máu me be bết. Cuối cùng cũng vào quan đạo, ngựa lại càng chạy như điên, lắc lư làm thương mai càng khó chịu, cô cắn răng mà giữ chặt tín nhiệm đó là phải vượt qua kiếp nạn này vì con. Cô nghĩ đến lão thất, tim lại đau nhói, nhưng lúc này cơn đau đơn lại có thể giúp cô giữ được tỉnh táo. Đằng trước cuốn lên bụi mù, tiếng vó ngựa rung trời, tim thương mai trầm xuống, nheo mắt lại cũng không thể nào nhìn rõ người phía trước là ai, chỉ nghĩ nếu đằng trước cũng là người của Nam Hoài Vương, hôm nay cô và con đều phải chết. chương 812, lấy mạng đổi mạng. Trong một đống bụi mù, cô nhìn thấy mũi tên bay sang như mưa. Cô khẽ buông tay, nhắm mắt lại, đúng là người của Nam Hoài Vương, cô tiêu đời rồi. Cô lăn xuống lưng ngựa, cơ thể đau đớn như bị mấy chiếc xe cán qua, hai mắt tối sầm, trong mông lung, cô nhìn thấy một con ngựa đen chạy đến như bay, người nọ còn chưa đợi ngựa dừng hẳn lại đã xoay người leo xuống, chạy nhanh về phía cô. Là Tần Châu, là Tần Châu. Binh lính đuổi theo phía sau cô nhìn thấy Tần Châu lập tức rối giết dục ngựa lui lại. Cô dáng dồn sức, giữ chặt ống tay áo Tần Châu, dùng hết toàn bộ sức lực của bản thân, gầm nhẹ, miếu long vương, lão thất. Vừa nói xong, bóng đêm ập đến, đã không còn biết gì nữa. Tần Châu thấy thương mai cả người đã máu, gần như muốn phun máu tươi, nàng bế thương mai lên, quát lớn, A Cảnh. A Cảnh dẫn theo 1.500 người chạy thẳng đến miếu Long Vương. Tần Châu lại dẫn thương mai về nha môn Thanh Châu, chi phủ Thanh Châu thấy đám Tần Châu đã đi ra ngoài, mới vừa thở phào nhẹ nhóm định kêu người đi tìm cứu binh, lại thất Tần Châu ôm một nữ tử người toàn là máu vào, còn chưa lấy lại tinh thần, Tần Châu đột nhiên quát to, kêu đại phu giỏi nhất Thanh Châu đến đây, ngay lập tức, nếu nàng có chuyện gì, bổn tướng chém đầu ngươi. Chi phủ Thanh Châu hai chân mềm nhún, muốn sụi lơ trên mặt đất, nhưng vì đầu của bản thân, ông cố gắng đứng dậy, giống to còn đứng đỡ ra đó làm gì. Đi tìm Trương Đại Phu, Lý Đại Phu, Hoàng Đại Phu, Tề Đại Phu, chỉ cần là Đại Phu đều kéo về đây hết cho ta ngoại trừ những lúc đi thu bạc ra đây là lần đầu tiên trong cuộc đời làm quan của tri phủ thanh châu làm việc dứt khoát nhanh gọn như thế miếu long vương đây là một cuộc chém giết vô cùng vui sướng mộ dung khanh chiến đấu như không muốn sống nữa phối hợp hoàn mỹ với sợi dây sẹo giết mấy người liên tiếp hắn cũng bị thương rất nhiều nơi áo choàng bẩn thỉu bây giờ đã nhuộm máu đỏ tươi trông vô cùng bi tráng bầu trời dần tối xuống sắp sửa có mưa to trong đao quang kiếm ảnh đột nhiên vang lên một trận sấm sét tia chớp vạch ra trên đỉnh đập ngôi miếu long vương này hình như cũng đang gầm thét nam hoài vương đứng trước cửa miếu long vương quay đầu lại nhìn chỉ thấy long vương giống như đang vặn vẹo dữ tợn vô cùng kinh khủng hắn không hề sợ hãi chỉ lạnh nhạt cong môi cười bước vào tụ tập nội lực trong tay vào thân kiếm búng người lên chém rớt đầu rồng hắn cười lạnh chỉ là một bức tượng đá mà cũng muốn dọa bổn vương một tia chớp đánh thẳng xuống, trong miếu Long Vương lập tức bắn ra tia lửa điện. Nam Hoài Vương cứng đờ người, nhanh chóng chạy ra ngoài. lại một tia sấm sét đánh xuống, nóc nhà miếu Long Vương bị đánh lủng một lỗ. sau đó nghe thấy một tiếng vang ầm ầm thật lớn, miếu Long Vương sụp đổ, bụi bậm mù mịt gần như che khuất mặt trời. mọi người đều hoảng sợ ngây người trước biến cố này. chẳng qua chỉ là một tia sét, sét chút tia lửa, sao lại có thể đánh sập một tòa miếu kiên cố chứ? Mộ Dung Khanh đã cảm nhận được điều kỳ quái trong Miếu Long Vương này từ lâu, bây giờ thấy nó đột nhiên sập xuống, trong lòng có cảm giác kỳ lạ, giống như có ai đó đang tức giận, nhưng giận ai chứ? Hơn nữa là ai đang giận? Cũng không thể là Long Vương giận đúng không? Hai huynh đệ bọn họ chém giết, liên quan gì đến Long Vương chứ? Nam Hoài Vương không hề sợ hãi, dương kiếm chỉ Mộ Dung Khanh, ác độc nói: "Ông trời cũng cho là ta không đúng, ta không phục, ta muốn làm trái ý trời." Bầu trời giống như lập tức tràn ra vô số ánh đèn, tia chớp lan ra khắp nơi, đốt cháy khu vực núi non quanh Miếu Long Vương, nơi sấm sét lan đến đều bốc lên ngọn lửa hừng hực. Tất cả mọi người ở đây đều đã từng gặp qua chuyện lớn, đều không sợ chết, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh nguy hiểm kích thích như thế, không sợ chế nhưng lại sợ những sức mạnh không biết tên, cả đám sợ hãi đến nhún chân, đều dừng đòn tấn công lại. Nam Hoài Vương tức giận nói, còn đứng đờ ra đó làm gì? chém đầu hắn xuống, đưa đến cho nhiếp chính vương phi. Hắn nhảy lên, trường kiếm chỉ thẳng vào mộ dung khanh, thế tấn công của kiếm này rất mạnh mẽ, không hề để ý đến bản thân, giống như kiếm này muốn lấy mạng đổi mạng với mộ dung khanh. Mọi người cũng lấy lại tinh thần, bao vây lại. Bọn họ đều là cao thủ hàng đầu, chưa từng thử qua cách chiến đấp không biết xấu hổ nào như thế, nhưng nơi này thật sự quá kỳ bí. Bọn họ chỉ muốn giết chết mộ dung khanh sau đó nhanh chóng rời đi, cũng không rảnh lo cái gì mà cần mặt mũi không hay. Mộ Dung Khanh cầm sợi dây sẹo múa may vô cùng uy vũ như rồng bay cản lại rất nhiều đao kiếm chí mạng cho Mộ Dung Khanh, nhưng song quyền khó địch lại bốn tay, huống chi có nhiều cao thủ bao vây như thế, đều dùng ra những chiêu thức giết người, hắn lần lượt bị trúng kiếm, bị đá ngã lăn ra đất. Một thanh kiếm chống ngay tim hắn, Nam Hoài Vương cười dữ tận, ca ca, cuối cùng người cũng chết dưới tay ta. Hai mắt Mộ Dung Khanh đỏ rực, dùng hết sức lực của bản thân đánh ra một chiêu, sơi dây sẹo xuyên qua ngực của Nam Hoài Vương, cùng lúc đó kiếm của Nam Hoài Vương cũng đâm vào tim hắn. Sấm chấp vang ầm ầm trên đỉnh đầu, tia chấp như ngọn lửa thay phiên đánh xuống, xung quanh toàn là ngọn lửa hừng hực. Nam Hoài Vương từ từ ngã xuống đất, trên mặt đầy vẻ vui sướng tràn trề sảng khoái, hắn ta giết mộ dung khanh, giết hắn. Tia chấp bao vây phạm vi một giảm quanh miếu Long Vương, lửa liên tục cháy lên, thị vệ và cao thủ do Nam Hoài Vương mời đến đều bị bao vây trong biển lửa, muốn nhảy ra ngoài lại dính lửa lên người, lắn lộn đầy đất cũng không thể dập tắt được ngọn lửa cuối cùng tất cả đều bị ngọn lửa bao phủ. Nếu người qua đường nhìn thấy cảnh này, chắc sẽ sợ chết khiếp. Mộ Dung Khanh chỉ cảm thấy tất cả ồn ào náo động đều dừng lại, tất cả đều rất yên lặng, nơi hắn nhìn thấy là một vùng trời trong sáng, những đám mây đen đều đã tan đi hết. Hắn nhớ rõ, vào cái lần nhìn thấy thương mai ở trong cung, Nữ tử mặt đầy máu kia lại kiên cường quỳ xuống trước mặt hoàng hậu, cũng không làm người ta cảm thấy thê thảm. Nữ tử kiên cường đó bước từng bước một vào tim hắn, làm đảo lộn cả cuộc đời hắn. Cô mang thai con của hắn, hắn tha thiết chờ mong, chờ con của bọn họ ra đời, hắn vẫn luôn muốn làm một người phụ thân tốt, muốn làm một người chồng tốt, muốn sống cùng Thương Mai cả đời. Bây giờ lại không thể rồi. Sự sống đã dần dần sói mòn dường như anh có thể cảm nhận được hơi thở của anh dần tan đi. Suy nghĩ lung tung ập vào trong đầu óc, hình như hắn đang ở chiến trường, nghe được âm thanh vó ngựa đao kiếm. Năm đó hắn mới 16 tuổi, đã cùng Tiêu Hầu và Trần Thái Quân xuất trinh, từ một tên lính quèn vô danh trở thành đại tướng có thể chịu trách nhiệm một phương ở Đại Chu. Cả đời hắn có vô số vinh quang, hắn lại chỉ muốn sống những ngày tháng bình an cùng cô. Trong ánh lửa, hình như có một người bước ra, hắn nhìn không rõ dáng vẻ của người đó, lại thấy hắn đi về phía Nam Hoài Vương, lại đi về phía hắn, hắn ta cúi người xuống, Mộ Dung Khanh cố gắng muốn nhìn thấy rõ hắn ta, nhưng mặt hắn ta giống như bị bọc một tầng ánh sáng, không thể nào nhìn thấy rõ được. Hắn cảm thấy ngực đau buốt, lại ấm áp, hắn hơi nhúc nhích tay, "Ngươi." Lại không nói ra lời, đầu óc càng lúc càng nặng, khung cảnh trước mắt dần mờ đi, sau đó lại chìm vào trong bóng tối. Chương 813: Cứu cả hai cả đời chi phủ Thanh Châu chưa bao giờ bị khinh thường như bây giờ, cái tên giả nam tự xưng là quận vương Bắc Mạc kia chỉ huy hắn làm này làm kia, hắn đường đường là chi phủ ngủ phẩm, lại giống như nô tài của nam, đúng là nghẹn khuất đến khó chịu. Nếu không phải thấy nàng ta dùng một quyền đánh xuyên tường, nhất định sẽ kéo nàng đi ra ngoài đánh 30 đại bản. Cứu một người nữ tử về, nói gì mà là nhiếp chính vương phi, lại cứu một người nam tử về bảo là nhiếp chính vương, còn muốn mang theo một người bị cháy đen thui, bảo đó là Nam Hoài Vương, đây đều là nhân vật lớn, sao lại đến Thanh Châu nho nhỏ của hắn chứ? May mà hai hôm trước hắn đã thành công giấu giếm được nữ tướng cướp này, phái người đến Triệu Châu, xin người ở quân doanh Triệu Châu đến cứu, nghĩ chắc sẽ đến nhanh thôi. Mộc đầu, màng tai chi phủ đại nhân nhảy lên, thật sự rất tức giận, hắn có tên, hắn họ lão, tên Mộc, tự mặc bạch. Nếu nàng không muốn gọi tên cũng có thể gọi là lão đại nhân, lại cứ nhất quyết gọi hắn là mộc đầu, hắn đâu phải cây một cây thảo gì đâu. Nhưng cho dù trong lòng có khó chịu thì người quân doanh Triệu Châu vẫn chưa đến, hắn vẫn phải tung ta tung tăng chạy đến, quận vương ra, người có gì phân phó. Thanh Châu này còn có đại phu giỏi nào nữa không? Mặt tần Châu đã động lại thành khối bằng, mấy người ngươi mời đến đều là lang băm, đã bốn ngày rồi mà vương gia và vương phi vẫn chưa tỉnh lại. Chi phủ đại nhân khom lưng cung kính nói, cũng không thể nói vậy, ừm Nam Hoài Vương ở trong ngục không phải đã tỉnh lại rồi sao? Nếu nàng đã nói là Nam Hoài Vương thì chính là Nam Hoài Vương đi, ai bảo người ta vừa giỏi võ lại còn nhiều người chứ? Bồn thương không quan tâm, người lập tức phái người tìm danh y đến. Tần Châu túm cổ áo hắn, hung dữ nói, nếu bọn họ không tỉnh lại, vậy ngươi đi chuẩn bị quan tài đi. Chi phủ đại nhân ngẩn ra, đây cũng không phải vấn đề gì lớn, quan tài ở Thanh Châu rất nổi tiếng, hạ quan bao hết quan tài cho bọn họ. Tần Châu cười lạnh, là quan tài của ngươi. Tổn thọ nha. Hạ quan đi ngay, chi phủ đại nhân dùng mình, gần như đã nhìn thấy cảnh bản thân nằm trong quan tài, vội vàng xoay người nhấc chân chạy đi ngay. Đam Mỹ Hài. Cả đám đại phu phủ Thanh Châu đều ý chí chiến đấu sục sôi bước vào nha môn, lại gục đầu ủ rũ bước ra, một ngàn lượng vàng mà vị quận vương kia ban thưởng đúng là không dễ kiếm, người đó đã sắp chết rồi, trừ khi nào thần tiên hạ phàm, nếu không ai mà cứu được chứ tri phủ đại nhân rất sợ hãi, bởi vì lúc nãy Tần Châu vừa mới lướt qua người hắn, nói với hắn đã đến lúc mua quan tài cho ngươi rồi. Hắn lập tức nổi đầy da gà, khí lạnh từ làn da thấm vào người, hắn nhịn không được dùng mình. Tần Châu ngồi trước giường thương mai, đã bốn ngày mà cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, bốn ngày nay có mười mấy đại phu đến, ai cũng đều lắc đầu nói vết thương của cô quá nghiêm trọng, sau lưng đã hư thối, còn có một số ám khí đâm sâu vào da thịt, tuy đã rút ra hết nhưng lại bị thối giữa rất nặng, bị nhiễm trùng ngưng ngủ, sợ là không được nữa rồi. Nhưng cho dù tình hình ác liệt như thế, đứa bé trong bụng cô lại rất kiên cường. Tình hình của mộ dung khanh cũng không tốt, cũng chưa tỉnh lại, mấy ngày này đều dựa vào chút nước cơm cưỡng ép đổ vào, coi như dùng để cầm hơi. Thanh châu này không có đại phu giỏi gì, nhưng vết thương của hai người quá nặng, không nên di chuyển, ngày hôm đó đã lập tức cử người đi Hàn Sơn thỉnh Lão Vương ra, nhưng cho dù lão vương ra có đi thật nhanh, có chạy gãy chân ngựa thì cũng cần đến mấy ngày. Tính toán thời gian, nếu lão vương ra có thể đến Thanh Châu trong vòng 10 ngày cũng đã tính là trời cao phù hộ rồi. Nhưng trong 10 ngày này, một khi Thương Mai và Mộ Dung Khanh xuất hiện tình huống xấu thì không có ai cứu được. Quận vương đừng quá lo lắng, vương phi chắc chắn sẽ gặp giữ hóa lành. A à cảnh thấy mấy ngày nay Tần Châu không ngủ nghỉ gì, lập tức an ủi nàng đã xử lý xong thi thể trên núi chưa tần châu xoa mày hỏi cũng không cần xử lý gì nhiều đào cáo hố trôn xuống hết vốn dĩ đã bị thiêu thành than đen nếu lại đốt nữa chỉ e sẽ thành cho luôn không còn người nào sống hết sao trừ nam hoài vương ra không còn ai sống hết a cảnh nói lúc hắn chạy đến miếu long vương thật sự rất hoảng sợ hắn chưa bao giờ nhìn thấy cảnh khủng khiếp như thế một vòng lửa bao vây mấy chục người những người đó kêu gào thảm thiết giống như dã thú bị thương, chỉ sợ cả đời này hắn cũng không thể quên được tiếng kêu thảm thiết đó. Vương gia và Nam Hoài Vương cũng nằm trong vòng lửa đó, nhưng hai người lại không bị đua tó, cũng chỉ còn lại hơi thở cuối cùng, lúc ấy hắn muốn chém chết Nam Hoài Vương, nhưng nghĩ đến lúc trước nghe Linh Lợi nhắc đến chuyện đồng mệnh cổ, lập tức dẫn hắn ta về, gọi người chữa trị cho hắn ta. Suốt cuộc ai đã đốt trận lửa này, Tần Châu thầm nghi ngờ. Đúng vậy, rất kỳ lạ, lửa chỉ đốt thành một vòng tròn, rõ ràng bên cạnh còn có rất nhiều cỏ dại và cây cối nhưng lại không cháy lan sang, nhưng trừ vòng lửa này ra, không còn điều gì kỳ quái cả, bởi vì có mấy nơi cũng bị cháy, sư gia nhà môn nghi là lửa từ sấm sét. Nhưng hôm đó trời trong mây sáng, làm gì có có sấm sét chứ? A Cảnh nói, hôm đó khi chúng ta chạy đến chân núi, hình như nhìn thấy trên núi có tia lửa điện. Kỳ lạ như thế, tia lửa điện kia chỉ ở trên núi thôi, Tần Châu suy nghĩ một lúc, người có từng hỏi Sư gia vì sao Miếu Long Vương lại ở trên núi không? Bình thường không phải Miếu Long Vương đều xây dựng cạnh nguồn nước sao? Sư gia nói Miếu Long Vương đó do Huệ đế xây dựng, nói là Miếu Hỏa Long, không phải là Đông Hải Long Vương hay là Tây Hải Long Vương, Long Vương này không phun nước, chỉ phun lửa. A Cảnh nói, nhìn xung quanh, nói nhỏ, nghe Sư gia nói Hỏa Long này ngày xưa chính là Nhiếp Chính Vương Kình Thiên, nói ông ta vốn là Hỏa Long đầu thai. Huệ đế xây dựng miếu hỏa long ở khắp nơi cũng là vì muốn tích công đức cho Kinh Thiên nhiếp chính vương. Đây chỉ là truyền thuyết trên phố, Kinh Thiên nhiếp chính vương sao có thể là hỏa long được. Nhưng hình như ông ta phu thê với Thái Hoàng Thái Hậu. A à Cảnh lắc đầu nói, sao có thể chứ, nhiếp chính vương Kinh Thiên là em chồng của Thái Hoàng Thái Hậu mà. Đó là chuyện xưa lắm rồi, ta cũng không biết, nhưng dù sao cũng không phải là hỏa long gì cả, đây đều là truyền thuyết, không thể xem là thật đừng có nói bậy, dù sao cũng là chuyện hoàng tộc đại chu. Tần Châu cảnh cáo nói. Vâng, A Cảnh vốn không phải là người nhiều chuyện, những nghe sư gia kể truyền thuyết trên phố xong thì có chút hứng thú, hỏa long đó, uy vũ đến cỡ nào. Nhưng hắn cũng không biết là không thể nào. Chiều hôm đó, tri phủ đại nhân lại mời thêm mấy đại phu đến. Hắn cẩn thận đi vào nói, quận vương gia, đại phu ở Thanh Châu gần như đều đã đến đây hết, nếu vẫn không được, Hạ quan cũng không còn cách nào. Tần Châu đứng lên, lạnh lùng liếc nhìn hắn, Thanh Châu không có thể đi đến mời ở Triệu Châu, đi mời ở các tỉnh lân cận đến. Không dễ gì tìm được đại phu giỏi, chi phủ đại nhân khổ sở nói. Tần Châu lạnh nhạt nói, đương nhiên, đại phu giỏi làm sao dễ tìm bằng quan tài tốt được đúng không? Chi phủ đại nhân nổi giận, khá khen cho tên tiểu tặc nhà ngươi, ngươi đừng tưởng là bản quan sợ ngươi, dù sao bản qua cũng là quan ngũ phẩm ở Đại Chu hạ quan đi tìm ngay, lại sai người đi tìm ngay, xung quanh đây có rất nhiều thần y, hôm nay tìm không thấy thì ngày mai chắc chắn sẽ tìm thấy. Ghét nhất cái kiểu người hở ra lại dơ nắm đấm lên, nếu không phải đầu của hắn không cứng bằng bức tường ở nha môn thì sao hắn phải chịu đựng sự nhục nhã này chứ? Chờ quan binh triệu châu đến, các người cứ chờ chết đi. chương 814, Thương Mai tỉnh lại. Đại Chu vừa mới bình định giặc ngoài, sau lại chiêu bình thêm lần nữa, sau khi tiết về chiều, cực kỳ coi trọng quân sĩ, địa vị của binh lính cũng được tăng cao theo, vì thế cũng ra sức rất nhiều về mặt quân vụ. Phủ Thanh Châu phái người đến quân doanh cầu cứu, Dương tướng quân thống lĩnh Triệu Châu hỏi kỹ càng tỉ mỉ lý do, còn hỏi đối phương có bao nhiêu người, cứu binh do chi phủ đại nhân phái đi đều kể lại rõ ràng. Dương tướng quân bàn bạc với các vị tướng lĩnh trong quân, cho rằng một hai nghìn lính cỏ này biết được quận vương gia Tần Châu của Bắc Mạc đến Đại Chu, nên mới mượn danh nàng định kiếm một khoản tiền ở Thanh Châu. Hắn lập tức điểm binh, xuất lĩnh 3.000 người, xuất phát đến Thanh Châu ngay trong ngày, nếu bắt được đám giặc cỏ này cũng là lập được công lớn. Nói đến cũng rất trùng hợp, Dương Tướng Quân là thuộc hạ cũ của Mộ Dung Khanh, trước đó từng xuất trinh bắc mạc cùng Mộ Dung Khanh, sau đó đại quân hồi chiều, phân phối sắp xếp lại một lần nữa, hắn tới Triệu Châu, chính đốn quân doanh Triệu Châu. Quân nhân xuất binh đều cực kỳ nhanh chóng, dọc đường đi cũng không hề chỉnh đốn nghỉ ngơi, chỉ dừng lại ăn chút lương khô, uống chút nước là lại tiếp tục xuất phát. Từ Triệu Châu đến Thanh Châu, đi đường thủy sẽ nhanh hơn, nhưng 3.000 người xuất phát, nếu đi đường thủy thì phải xuất động rất nhiều chiến thuyền, giặc cỏ đông như thế, chắc chắn sẽ sắp xếp người giám sát ở bến tay, chiến thuyền lại không thể tàn hình được. Nếu đổ lộ phong thanh, giặc cỏ cướp sạch Thanh Châu rồi bỏ trốn mất dạng thì lại không ổn. Sau nha môn Thanh Châu, Lúc này cuối cùng chi phủ đại nhân cũng tìm được một vị đại phu khá đáng tin, vị đại phu này chỉ đi ngang qua, thấy trong thành thanh châu gián bảng cầu danh y nên ông đã đến. Vị đại phu này giỏi châm cứu, sau khi khám bệnh cho thương mai xong, lập tức châm cứu. Sao rồi, Tần Châu thấy ông không giống như những vị đại phu khác, mấy người lúc trước sau khi khám xong lập tức xua tay, tuy có kê đơn, nhưng cũng chỉ là thuốc trị vết thương ngoài, còn có chút thuốc dưỡng thai, không dám kê các phương thuốc khác vị đại phu này lại giỏi châm cứu, trong mắt những người không biết y thuật như Tần Châu, ông đã là thần y. Đại nhân, vết thương của phu nhân này rất nghiêm trọng, vết thương sau lưng đã bị thối giữa, hơn nữa đã có thai 6 tháng, không thích hợp để dùng thuốc, chỉ có thể châm cứu, đương nhiên cũng không phải không thể không dùng thuốc hoàn toàn, nếu có thể dùng ngoài ra thì tốt hơn cho uống vào người. Tần Châu gật đầu lia liệu, vậy có nguy hiểm tính mạng không? Đại phu lắc đầu, chuyện này khó mà nói, nếu nói không có việc gì thì cũng sẽ không đến mức nhiều ngày không tỉnh, nhưng nếu nói hết thuốc chữa thì cũng không đến nước này, tất cả đều phải xem số phận của nàng. Ông kê đơn, nói với Tần Châu, đây là phương thuốc dùng để rửa sạch vết thương, dùng để khử mủ, ngăn nhiễm trùng, không để vết thương trở nặng hơn, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tần Châu nghe thế, vội vàng bảo người đi sắc thuốc. Chữa trị cho thương mai xong, Tần Châu lại dẫn đại phu vào phòng mộ dung khanh đại phu kiểm tra vết thương của mộ dung khanh, lại bắt mạch rồi bắt đầu nhíu chặt mày lại. Sao rồi? Tần Châu thấy lúc nãy đại phu cũng không căng thẳng như thế này, xem ra vết thương của mộ dung khanh nghiêm trọng hơn của thương mai rất nhiều. Đại phu ngẩng đầu, có hơi quái gì nói ta làm nghề y đã nhiều năm, đương nhiên cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy vết thương nghiêm trọng như thế này, nhưng trước đây đều chỉ nhìn thấy trên xác chết, hắn đã hôn mê bao lâu rồi. Năm ngày, trong lòng Tần Châu trầm xuống, trả lời. Đại phu không khỏi kinh ngạc, 5 ngày, vết thương nặng như thế mà còn có thể chịu đựng 5 ngày chưa chết. Vậy thì đúng là kỳ quá, vết thương của hắn nằm ở ngực trái, ngay ngực, trái tim bị thương, sao lại không chết. Kỳ lạ, kỳ lạ. Dừng một chút, kỳ tích, kỳ tích. Tần Châu nghe mà không hiểu lắm, đại phu, ý của ông là. Tần Châu cực kỳ tôn trọng các vị đại phu, cho dù là vị đại phu này hay là những vị đại phu lắc đầu xua tay lúc trước nàng cũng chưa bao giờ mắng chửi đương nhiên là vì họ đều là đồng nghiệp của thương mai yêu ai yêu cả đường đi vết thương của hắn nghiêm trọng như thế người bình thường đều chịu không nổi tần châu suy nghĩ ý của ngươi là hắn đã chết rồi tần châu cảm thấy câu hỏi của nàng cực kỳ có trình độ bởi vì đại phu nói vết thương nghiêm trọng như thế sẽ không sống được nữa đại phu liếc nàng đương nhiên là không chết nếu đã chết thì sao lại có mạch đập? Tần Châu ngượng ngùng nói, vậy ngươi xem, có thể cứu được không? Đại Phu nói, không thể nói chắc được, ta chỉ có thể cố gắng hết sức. Đại Phu nhìn mộ dung khanh, lại liên tục nói, thật đúng là kỳ tích, kỳ tích mà. Tần Châu chờ ông kê phương thuốc mới hỏi, xin hỏi tên họ của Đại Phu. Là người nơi nào, xưa này hành y ở đâu? Ta kêu ngộ yến tổ, người Việt Châu, còn chuyện hành y cũng không có nơi cố định đi đến đâu thì chữa đến đó. Tần Châu cảm thấy người ta đi tứ phương chắc là cũng có năng lực thật sự, liên tục khâm phục tôn kính gật đầu. Nhưng A Cảnh lại nói, vậy chẳng phải là đại phu chân đất sao? Đại phu lạnh nhạt liếc nhìn A Cảnh, đại phu chân đất thì vẫn là đại phu. Tần Châu ngơ ngác, đại phu chân đất, đại phu chân đất bình thường làm gì có bản lĩnh thật sự nào chứ? Chỉ có thể chữa được mấy bệnh chảy nước mũi hoặc là bị côn trùng cắn linh tinh thôi đúng không? Lúc nãy còn tưởng ông tài giỏi đến mức nào, không ngờ lại là một đại phu chân đất lang thang khắp giang hồ. Tần Châu lập tức hoàn toàn thất vọng, cũng không biết có nên để thương mai dùng nước thuốc kia rửa sạch hay không. Ngô Yến tổ hình như đã nhận ra suy nghĩ của nàng, nói: "Nếu đại nhân không tin ta, ta cũng không có cách nào khác, nhưng nếu không tranh thủ chữa trị vết thương cho vị phu nhân kia, không đến hai ngày là sẽ mất mạng." Tần Châu nhớ tới lúc ông ta châm cứu lúc nãy, động tác vô cùng thành thạo, nàng từng thấy thương mai châm cứu động tác cũng tương tự như thế dù sao bây giờ cũng không có đại phu giỏi nào khác còn không bằng thử xem nếu phát hiện không ổn thì dừng lại ngay là được dù sao cũng không cần phải uống thuốc đó chỉ rửa miệng vết thương mà thôi nàng bảo sư gia nha môn sắp xếp ngô yến tổ ở lại ở sân sau nha môn chờ lệnh bất cứ lúc nào còn chuyện rửa vết thương cô không nhờ người khác làm cũng không cho ngô yến tổ giúp đỡ dù sao tuy Ngô Yến Tổ đã bốn năm mươi tuổi nhưng vẫn là nam tử, vẫn cần phải tránh né. Rửa sạch vết thương, lại cắt sạch mũ trên vết thương dưới sự chỉ dẫn của đại phu Ngô Yến Tổ, băng bó lại một lần nữa, lại để thương mai nằm nghiêng một bên, vì bây giờ cô đang mang thai, nằm ngửa hay nằm nghiêng gì cũng không thích hợp. Sau khi rửa sạch vết thương xong, Ngô Yến Tổ lại châm cứu cho thương mai, lầm này châm cứu vào huyệt Thái Dương, Tần Châu biết hai huyệt đạo này khá quan trọng, nhìn chằm chằm Ngô Yến Tổ không chớp mắt. Sau khi Ngô Yến Tổ thu châm lại, nói với Tần Châu, khoảng một canh giờ sau phu nhân sẽ tỉnh lại. Thật sao, Tần Châu vô cùng vui vẻ. A à Cảnh lại cảnh giác hỏi, nếu sau một canh giờ không tỉnh thì sao? Ngô Yến Tổ chừng hắn, vậy thì chờ thêm một canh giờ. Vị đại phu chân đất Ngô Yến Tổ này vẫn có chút tài năng. Chưa đến một canh giờ, Thương Mai đã tỉnh lại. Ngay khoảnh khắc Tần Châu nhìn thấy hàng mi của Thương Mai khẽ nhúc nhích, vô cùng vui vẻ nói thường thưởng. Ngô Yến tổ giả vờ như thản nhiên tự đắc, nhưng cũng thầm vui vẻ. Có thưởng là được. Bọn họ là người trong giang hồ, kiếm cơm trên lưỡi đao, bộ dễ dàng lắm sao. Nếu chị không hết sẽ bị đánh một trận, bị kề đao tống cổ ra ngoài. chương 815, hắn không ổn cho lắm. Thương Mai vừa tỉnh dậy, câu đầu tiên đã hỏi, lão thất đâu? Tần Châu vội vàng nói, người yên tâm, hắn chưa chết. Thương Mai thở phào nhẹ nhõm tuy không chết nhưng cũng không sống tốt đến giờ vẫn chưa tỉnh lại a cảnh ở bên cạnh thành thật nói thương mai vừa mới thả lỏng lại bắt đầu căng thẳng tiếp hai mắt trợn ngược thiếu chút nữa đã ngất đi tần châu tức giận ăn nói bậy bạ cái gì đi mời đại phu kê thuốc người tự đi sắc thuốc a cảnh ấm ức muốn chết nhưng lại không dám cãi lệnh tần châu dẫn Ngộ yến tổ đi xuống ra cửa Ngội yến tổ lập tức hỏi lúc nãy đại nhân nói thưởng là thưởng bao nhiêu nếu phu nhân khỏe lại, có thể thưởng ngươi 10 lượng 8 lượng gì đó, nếu người có thể chữa được cho lão ra, lại nhiều gấp đôi. Ngô Yến Tổ vô cùng vui vẻ, thật sao? 10 lượng 8 lượng, ông phải chữa bao nhiêu bệnh chứ, người nhà quan ra tay rộng rãi thật. Có bạc cổ vũ, Ngô Yến Tổ đích thân kê thuốc cho thương mai xong, lập tức chuyên tâm nhào vào vết thương trên người mộ dung khanh, chỉ muốn kiếm thêm 10 lượng 8 lượng nữa. Cũng không thể trách được Ngô Yến Tổ, hiện tại tiền tiêu vặt của một đại nha hoàn được yêu thích cũng chỉ mới được 7-80 đồng bạc, ông đi phố vào hẻm, chữa bệnh cho người, chữa được một bệnh, không tính tiền thuốc cũng chỉ được khoảng 50 văn, cho 50 văn đã là rộng rãi, người keo kiệt hoặc nghèo khó cho 20 văn tiền, cũng chỉ đủ mua 10 cái bánh bao. Đại phu chân đất không giống với những đại phu ngồi khám ở y quán, thu nhập rất thấp, còn không bằng một phần người của người kia. Cho nên nếu bá tánh nghèo khổ bị bệnh, không có tiền đi khám đại phu, nhiều lắm cũng chỉ kêu một vị đại phu chân đất đến chữa trị. Đại phu chân đất vừa mới vào nghề chưa chắc có được y thuật cao, nhưng lại có nhiều kinh nghiệm lâm sản hơn những vị đại phu ngồi khám ở y quán, thậm chí y thuật còn giỏi hơn những đại phu ngồi khám tại y quán. Tuy thương Mai đã tỉnh lại nhưng đầu óc vẫn còn rất mỏi mệt, Tần Châu cũng không nói nhảm nhiều, chỉ nói cho cô biết mọi việc. Sau khi nhìn thấy và cứu cô trên quan đạo, A Cảnh dẫn người đến miếu Long Vương, trừ hai huynh đệ mộ dung khanh ra, những người còn lại đều bị chết cháy. Sau khi mang Nam Hoài Vương về, kêu đại phu chữa trị, vẫn chưa chết, đã tỉnh lại, bây giờ đang cung phụng đủ thuốc thang, nhốt trong nhà lao. Còn mộ Dung Khanh đến nay vẫn chưa tỉnh lại, đại phu đến liên tục đều nói không trị được, nhưng vị đại phu chân đất Ngô Yến Tổ này lại nói có thể bảo đảm chữa trị được vài phần. Thật ra Ngô Yến Tổ cũng chưa nói bảo đảm mấy phần cả, nhưng Tần Châu muốn thương Mai yên tâm nên mới cố ý nói thế. Thương Mai nghe Tần Châu nói xong, lập tức nói muốn đi thăm mộ Dung Khanh. Tần Châu khuyên, vết thương của ngươi rất nặng, tạm thời không thể di chuyển, cho dù ngươi đi gặp hắn thì có thể làm gì chứ? Thương Mai vội la lên, người đừng quên ta cũng là đại phu. Tần Châu ngẫm lại thấy cũng đúng, lập tức nói, ngươi nằm tạm đi, ta đi gọi người chuẩn bị khiêng ngươi sang đó. Chi phủ đại nhân nghe nói Thương Mai đã tỉnh, cũng yên tâm hơn ít nhất nữ tướng cướp kia sẽ không ép hắn đi tìm đại phu nữa hắn bấm tay tính toán người vệ sở doanh ở triệu châu cũng sắp đến rồi từ khi phái cứu binh ra khi nói chuyện với tần châu hắn cũng đã mạnh mẽ hơn một chút nhưng hắn cũng thầm nghi ngờ mấy tên cướp này cũng chỉ cướp nha môn nhưng lại không đi ra ngoài đốt nhà cướp của giết người gì nhưng uy hiếp nha môn đã là tội ác tài trời là muốn chống đối với triều đình là nghịch tặc Tần Châu dặn hắn chuẩn bị kiệu, tuy hắn đã mạnh mẽ hơn một chút, nhưng vẫn không dám cãi lời Tần Châu. Hai người nâng thương mai sang, cũng chỉ đi vài bước, nhưng thương mai không thể đi được, cho dù chỉ bước ra khỏi cửa cũng đi không nổi, nhất định phải khiến qua. Tần Châu đi đầu vào phòng, vén rèm lên để thương mai vào. Thương Mai vừa ngước mắt đã nhìn thấy mộ dung khanh đang nằm trên giường, không hề có sinh khó, cô còn chưa đến gần đã cảm nhận được hơi thở hủ bại lan tỏa. Cô là quân y, trước kia những người cô phụ trách hơn phân nửa là người bị thương, cho nên đã hình thành một trực giác vô cùng nhạy bén, người bị thương nặng sẽ có loại cảm giác này. Tần Châu đỡ thương mai xuống, cô ngồi xuống mép giường, nhìn gương mặt tái nhợt không còn chút máu của Mộ Dung Khanh, râu mọc lún phún, che kín cả cằm và môi, trông tiểu tụy và tang thương vô cùng. Nhịp thở của hắn rất nhẹ, thương mai đè mạch của hắn, mạch cũng vô cùng yếu và trầm, gần như không thể bắt được. Hắn bị thương rất nặng ngô yến tổ cũng ở đây cho rằng thương mai đến xem hắn không ngờ lại bắt mạch vội hỏi phu nhân người cũng hiểu y thuật sao ừ thương mai ngẩng đầu nhìn ông gật đầu hỏi thăm ngươi là đại phu đã cứu ta đúng không còn chưa cảm ơn ngươi không cần phải cảm ơn ta là đại phu là bổn phận của ta ngô yến tổ ngượng ngùng nói vị phu nhân này quá khách sáo không hề có vẻ lạnh nhạt kiêu căng như mấy vị phu nhân nhà quan khác Thương Mai cởi quần áo mộ dung khanh ra, xem vết thương của hắn, khi nhìn thấy vết thương trên ngực, cô nhịn không được hít hà thật mạnh, lập tức rơi mắt. Người có kim châm không? Cô hỏi Ngô Yến Tổ. Lúc nãy nghe Tần Châu nói đại phu này còn biết thuật châm cứu, vậy chắc chắn sẽ mang theo bao kim châm bên người. Có, người cũng biết châm sao? Ngô Yến Tổ hỏi. Biết chút chút. Ngô Yến Tổ lấy bao kim châm ra, do dự, nhưng vết thương của lão gia này rất nặng, không thể châm bậy được người cẩn thận chút tần châu cầm bao kim châm của ông đưa cho thương mai hỏi thăm tình hình vết thương của mộ dung khanh sao rồi thấy thương mai khó chịu trong lòng nàng cũng chịu không nổi hy vọng mộ dung khanh không sao nàng lấy khăn tay lau khô nước mắt giúp thương mai thương mai cúi đầu che khuất vẻ đau đớn kịch liệt trong mắt ta châm cứu cho hắn trước lại kê đơn thuốc cho hắn uống ngô yến tổ hơi kinh ngạc cô thật sự biết châm cứu sao nhìn thấy cách thương mai chọn huyệt và ghim kim còn thành thạo hơn cả bản thân, ông hơi lo lắng sốt ruột, chỉ e không kiếm được tiền khám bệnh của lão gia này rồi. Sau khi châm cứu kích thích huyệt đạo xong, thương mai kê một đơn thuốc, đưa cho Tần Châu, đi hút thuốc giúp ta, một ngày hai bộ, uống theo phương thuốc này ba ngày. Được, Tần Châu nhận lấy, tiện tay đưa cho Chi Phủ Đại Nhân, đã nghe rõ phải làm như thế nào chưa? Chi Phủ Đại Nhân nhận lấy phương thuốc, trên mặt hiện lên vẻ tức giận, dù sao hắn cũng là mệnh quan triều đình, lại bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ hệt như nô tài. Hắn muốn cãi lại, lại thấy ánh mắt Tần Châu đã lạnh căm, đành phải cúi đầu ủ rũ đi ra ngoài. Mới vừa đi ra, đã thấy nha dịch nhanh chân chạy đến, đại nhân. Chi phủ đại nhân lạnh lùng quét mắt sang, chuyện gì? Người ở Triệu Châu đến rồi, nha dịch nói nhỏ. Mặt chi phủ đại nhân lập tức hiện lên vẻ mừng như điên, thật sao? Vô cùng chính xác, đã đến thanh châu bây giờ đang chạy về phía nha môn nha dịch nói tri phủ đại nhân quang đơn thuốc xuống đất tốt đến đúng lúc lắm để xem đám giặc cướp này còn kiêu ngạo kiểu gì hắn phất tay đi đi ra ngoài chào đón thương mai ngồi bên mép giường của mộ dung khanh làm cách nào cũng không muốn đi về tần châu lo lắng nói ngươi cũng là người bệnh sao có thể ngồi ở đây mau về nghỉ ngơi đi mũi của thương mai bị nghẹt lại ngẹn ngào nước nở nới, ta về phòng thì lại không yên tâm được, còn không bằng ở lại đây cùng hắn. Tần Châu, ta không sao, ta hiểu thân thể của chính mình. Tần Châu biết tình cảm vợ chồng của bọn họ rất sâu sắc, dù có kêu cô về thì trong lòng cô cũng nóng như lửa đốt, còn không bằng để cô ở lại đây. Nghĩ nghĩ, nàng lại nói thế này đi, ta gọi người sắp xếp thêm một chiếc giường trong phòng này, người cũng ở lại trong phòng này luôn. Cảm ơn, Thương Mai vô cùng biết ơn. Tần Châu đứng dậy, sau này đừng có nói mấy lời khách sáo này nữa. Chương 816, Dương Hoài Vương đâm đầu vào tường. Tần Châu đi ra ngoài thì nhìn thấy một đơn thuốc dưới đất, nàng ta nhặt lên xem, là đơn thuốc thương mai vừa kê. Tên mập chết bầm này thật to gan, Tần Châu giận dữ nói. Nàng ta cũng không vội vã đi hỏi tội trước mà ra lệnh cho a cảnh xếp thêm một cái giường vào phòng mộ Dung Khanh sau đó cho người đi bốc thuốc mới bước tới trước nha môn, muốn tìm chi phủ đại nhân hỏi cho rõ. Tần Châu vừa đến nơi đã gặp chi phủ đại nhân đi vào từ bên ngoài, nàng ta thét lên, mộc đầu. Lúc này chi phủ đại nhân cũng không sợ hãi, ông ta thẳng lưng, tức giận nói, nữ tặc nhà ngươi dám gọi thẳng tục danh của bản quan. Nữ tặc, Tần Châu ngơ ngẩn, mấy ngày nay chi phủ vô cùng nghe lời, nàng ta cứ tưởng chi phủ đã tin tưởng thân phận của nàng, tin tưởng thân phận của mộ dung khanh và thương mai bản quan giả vờ tin ngươi mấy ngày để dụ ngươi, bây giờ quan binh của triệu châu vệ sở doanh đã đến rồi, để xem ngươi chạy trốn đi đâu. Chi phủ đại nhân tràn đầy sức sống nói. Tần châu đi ra ngoài, quả nhiên gặp được một tướng lĩnh mặc áo giáp dẫn binh lính bước vào. Có lẽ người này là dương tướng quân của triệu châu vệ sở doanh. Người của hắn ta đã bao vây nha môn, khi nãy chi phủ ra ngoài tiếp đón thì họ đã đến, trên đường cũng biết rõ tình hình, chỉ là Dương tướng quân vẫn chưa biết đối phương có bao nhiêu người. Bởi vậy hắn ta chỉ cho người bao vây nha môn, không tùy tiện ra tay. Dương gia tướng nhìn thấy Tần Châu liền ngẩn ra, lập tức bước nhanh tới, chắp tay bảo, mà tướng đang nói sao vẫn chưa thấy giặc cỏ, hóa ra là quận vương ra tới, sợ là đã xua đuổi giặc cỏ đi rồi phải không? Là Dương tướng quân à, Tần Châu nhận ra hắn ta, lúc trước nàng đã gặp một lần, hắn ta đã tới bữa tiệc do mộ dung khanh chiêu đãi. Tần Châu không biết nhiều quan văn nhưng lại khá chú ý tới võ tướng, vì vậy tuy mới gặp qua một lần nàng ta vẫn nhớ rõ. Chi phủ đại nhân nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, mặt lập tức biến sắc, chân mềm nhún, tương lai của ông ta thật đáng lo. Giặc cỏ gì cơ, Tần Châu liếc nhìn Chi phủ đại nhân, hỏi Dương tướng quân. Chi phủ đại nhân ngã phịch xuống đất, run rẩy nói chuyện này. Hoàn toàn là hiểu lầm. Dương tướng quân thấy vậy cũng hiểu đại khái, chắc chắn tên chi phủ này không có mắt nhìn, coi Tần Châu là kẻ trộm. Dương tướng quân tới thật đúng lúc, vương gia đang ở bên trong. Tần Châu trả lời. Dương tướng quân nghiêm mặt, chắp tay nói, xin quận vương gia hãy dẫn đường. Tim chi phủ đại nhân run rẩy, thật sự là nhiếp chính vương sao. Ông ta nhảy dựng lên, đơn thuốc, đơn thuốc. Hạ quan đi lấy thuốc. Chi phủ đại nhân, Tần Châu chậm rãi gọi ông ta lại, sao dám làm phiền ngài thuốc đã có người đi lấy rồi. Chi phủ đại nhân khom lưng chắp tay, đau khổ nói, quận vương ra, ngài gọi hạ quan một tiếng mộc đầu là được. Không dám, tần châu hừ một tiếng, sau đó dẫn dương tướng quân vào phòng. Khi nhìn thấy mộ dung khanh bị thương nặng đang hôn mê, vương phi cũng bị thương, dương tướng quân cảm thấy rất nặng nề. Tần châu lên tiếng, tướng quân, bản tướng có một yêu cầu hơi quá đáng. Mời quận vương ra nói, dương tướng quân đáp, xin tướng quần hãy đích thân vào kinh thành, cầu kiến Thái Hoàng Thái Hậu để nói cho bà ấy biết tình hình của vương gia. E rằng hiện tại trong kinh thành đang có rất nhiều người tìm kiếm thương mai và mộ dung khanh, nàng đoán chắc Thái Hoàng Thái Hậu sẽ rất lo lắng, chỉ là việc này không phải muốn giao cho ai cũng được. Tốt nhất nên nhờ dương tướng quân thực hiện. Trước đó nàng đã nghĩ cử người của mình vào kinh thành, nhưng việc tướng sĩ bắc mạc cầu kiến Thái Hoàng Thái Hậu là gần như không có khả năng, vì thế gặp được dương tướng quân nàng cũng giải quyết được mối lo dương tướng quân chắp tay trả lời vâng mà tướng sẽ vào kinh thành ngay nói xong hắn ta chắp tay với thương mai vương phi mà tướng xin cáo lui làm phiền tướng quân rồi thương mai đáp tri phủ đại nhân thấy dương tướng quân ra ngoài bèn bất chấp bước vào bái kiến thương mai hạ quan không biết vương phi tới nên đã thất lễ xin vương phi tha tội thương mai cho mày chưa kịp lên tiếng thì Tần Châu đã lạnh nhạt nói, người ra ngoài đi, không được quấy rầy Vương Phi và Vương gia nghỉ ngơi. Vâng, vâng, Chi Phủ Đại Nhân vội vàng đáp, vốn dĩ ông ta vào đây để nhận tội, hai người họ không trách tội thì tốt quá rồi. Ngô Yến Tổ rất khiếp sợ khi nghe hai vị này, một người là Vương Phi, một người là Vương gia, sau đó không khỏi cảm thấy khó chịu, ông ta cũng đâu thể lấy tiền khám bệnh của nhiếp chính Vương. Mười lượng bạc sợ là phải đổ sông đổ biển rồi. Thương Mai nhìn Ngô Yến Tổ, "Ngô đại phu, lại phải phiền ông nấu nước thuốc cho ta rửa vết thương." Sau khi cô tỉnh lại, Tần Châu nói cho cô biết Ngô Yến Tổ đã kê đơn nước thuốc cho cô, cô cũng đã xem rồi, đúng là đơn thuốc giúp loại bỏ máu bầm, tái tạo cơ, khử trùng và tiêu viêm. "Vâng." Sau khi biết thân phận của Thương Mai, Ngô Yến Tổ cũng kính cẩn hơn rất nhiều, ông ta cúi người rồi lui ra ngoài. Thương Mai ngồi trên giường a cảnh chuẩn bị cô không nằm nghiêng mà hỏi Tần Châu, bây giờ Nam Hoài Vương đang ở trong nhà lao sao? Đúng vậy, ném vào nhà lao rồi, ta đã cho người canh chừng, không chết được đâu, người yên tâm. Tần Châu biết đồng mệnh cổ sẽ không để hắn chết. Người của hắn đã chết hết rồi ư. Khi A Cảnh đến miếu Long Vương, tất cả mọi người đã bị thiêu chết, chỉ còn lại hai anh em họ, ngược vương ra bị kiếm đâm, vị Nam Hoài Vương kia cũng sợi dây sẹo xuyên qua ngực. Lúc đến đó A Cảnh đã rút sợi dây ra sau khi tỉnh lại hắn có nói gì không tần châu lắc đầu ta chưa đi xem nhưng nghe nha dịch nói hắn đã hơi điên rồi cứ luôn nói nhảm nói nhảm cái gì nam hoài vương sẽ điên ư chỉ sợ là giả vờ hắn quỳ gối dập đầu với vách tường nói gì mà hắn không sai tại sao lại trách hắn dập đầu thương mai hơi khó hiểu dập đầu với vách tường chắc hẳn là điên thật rồi nhỉ còn việc hắn nói hắn không sai là ai nói hắn sai Đừng nói là hắn tự cảm thấy mình sai, sau đó cắn rứt lương tâm đấy. Chắc chắn có ai đó đã nói hắn sai, lão thất nói sao? Lão thấy sẽ không nói đâu, cùng lắm thì chỉ có đánh thẳng tay, hơn nữa lão thất nói hắn sai, hắn cũng sẽ không để ý. Người phái thêm vài người canh chừng hắn, kẻo hắn tìm tới cái chết. Thương Mai bảo, nếu hắn trong trạng thái tinh thần bình thường hẳn sẽ không tự sát, nhưng giờ hắn đã điên khùng, điều đó cũng khó nói. Tần Châu sửng sốt, tìm chết, không tới mức đó đâu nhỉ. Thương Mai trả lời, đề phòng vẫn yên tâm hơn, nếu người này điên thật rồi thì có lẽ sẽ làm bất cứ chuyện gì. Tần Châu nghĩ lại thì thấy Thương Mai nói rất có lý, nàng ta lập tức bảo A Cảnh vào nhà lao xem thử, tiện thể chói Nam Hoài Vương lại để hắn không đâm đầu vào tường. A Cảnh vừa đi không lâu đã chạy về mời Ngô Yến Tổ, bảo ông ta tới nhà lao ngay lập tức. Có chuyện gì thế? Tần Châu vội hỏi. À cảnh nghiêm mặt đáp, cũng may quận vương bảo mà tướng đi xem. Khi mà tướng đến thì thấy hắn điên khùng la hét một hồi, sau đó đâm đầu vào tường. Mặt thương mai biến sắc, tình hình của hắn thế nào? Hắn đâm khá mạnh nên chảy rất nhiều máu, đã cho người bịt vết thương cầm máu rồi. Tần Châu đứng dậy, đi thôi, bản tướng đi xem thử. Nàng ta nhìn thương mai, không cần lo lắng, không sao đâu, y thuật của vị ngô đại phu này khá giỏi đó. Chương 817, Thanh Châu náo nhiệt. Nam Hoài Vương liều mạng đâm đầu vào tường, tình trạng thương tích cực kỳ nghiêm trọng, ngay cả Ngô Yến Tổ cũng lắc đầu bảo, quá nghiêm trọng, quá nghiêm trọng rồi. Sao Tần Châu có thể để hắn chết được? Nàng ta vội vàng cho người đi gọi thương mai qua. Thương mai nghe tin Nam Hoài Vương đang trong tình trạng nguy hiểm cũng rất lo lắng. Cô vừa đến nhà lao thì thấy vết máu đỏ thấm trên tường, dưới đất cũng có một vũng máu, Nam Hoài Vương đã hấp hối. Cô không hề nghĩ ngợi, lập tức châm cứu bấm huyệt cho hắn, sau đó bảo Ngô Yến Tổ băng bó vết thương. Ngô Yến Tổ vừa băng bó vừa nói, Vương Phi đúng là người tài cao gan dạ, bấm những huyệt này sẽ làm máu ngừng chảy, nhưng nếu là người bình thường thì e rằng đã gây nguy hiểm tới tính mạng rồi. Bởi vì trong số những huyệt đạo mà cô bấm nằm cạnh tử huyệt, bấm vào cũng gây nguy hiểm, nhưng nếu là người biết võ công, nội lực của người đó sẽ từ từ phá vỡ, không có gì đáng ngại. Nhưng nếu là người bình thường thì sợ rằng sẽ không cứu nổi. Thương Mai cũng không có tâm trạng giải thích với ông ta, chỉ tiếp tục châm cứu cho Nam Hoài Vương. Cô nhìn vào thuật phi châm trên bản chép tay của Ôn Yến, đã lâu rồi không động tới nó, giờ lại phải dùng cho Nam Hoài Vương. Chỉ là cô đang bị thương, thuật phi châm yêu cầu tốc độ và lực tay, sau khi châm cứu xong cô đã mồ hôi đầm đìa, người lảo đảo sắp ngã. Tần Châu vội vàng đỡ cô, trong lòng vô cùng giận dữ nếu không phải vì đồng mệnh cổ thì nàng đã băm nam hoài vương thành thịt băm từ lâu rồi coi như đã bảo vệ được tính mạng tuy thương mai rất mệt nhưng lại cảm thấy rất nhẹ nhõm không phải vì cứu được nam hoài vương mà là cô làm thí nghiệm trên người nam hoài vương và đã thực hiện được thuật phi châm vậy thì cô chỉ cần nghỉ ngơi thêm một thời gian là có thể dùng nó cho lão thất rồi cô thở gấp ngẩng đầu nói với ngô yến tổ ngô đại phu phiền ông kiểm tra xem nếu có gì không ổn thì nói với tôi Ngô Yến Tổ trợn tròn mắt, tràn đầy khiếp sợ. Ngô Đại Phu, Ngô Yến Tổ hoàn hồn, nhìn thương mai bằng ánh mắt phức tạp vâng, đã rõ thưa Vương Phi. Người ngây người, người gì đó, Tần Châu không vui hỏi. Ngô Đại Phu lắc đầu, ta rất khâm phục Vương Phi. Khâm phục là nói ngoài mặt thôi. Tâm trạng lão Ngô rất phức tạp, đã xinh đẹp còn là Vương Phi cao quý, đã có được mọi thứ còn biết thuật châm cứu uyên bác như thế, nếu Vương Phi ra giang hồ chữa bệnh thì ông ta đã không có chén cơm này rồi. Ông trời không công bằng chút nào. Điều quan trọng nhất là rốt cuộc tiền thưởng của ông ta có còn không? Khi Tần Châu diều thương mai rời đi thì nghe thấy Ngô Đại Phu hỏi A Cảnh. À, trước đó ngài đã nói rồi. Khi nào ngài đưa tiền thưởng ạ? À? Tần Châu ngoảnh đầu lại nhìn. Ngô Yến Tổ này không gọi ngài với ai cả. Chỉ dùng với một mình A Cảnh. Quả nhiên ai có tiền người đó là ông lớn. Ừ chắc chắn sẽ có tiền thưởng a cảnh ậm ờ trả lời thương mai về phòng nghỉ ngơi được một lúc lại định châm cứu cho mộ dung khanh tần châu cảm thấy cô quá mệt mỏi bảo cô nghỉ ngơi thêm một lúc nữa nhưng cô không muốn cứ nhất quyết đòi châm cứu cho mộ dung khanh sau khi châm cứu tình trạng của mộ dung khanh đã cải thiện rất nhiều mạch đập không còn yếu ớt hô hấp cũng dần trở nên đều đặn hơn sau đó thị nữ của nha môn nấu thuốc cho mộ dung khanh tần châu đút giúp cho hắn ý chí sống sót của mộ dung khanh rất mạnh mẽ, dù đang hôn mê hắn cũng không chống cự uống thuốc, vì thế tần châu đút được hơn nửa chén thuốc, không làm đổ ra ngoài quá nhiều. Ngô Yến tổ nấu thuốc dưỡng thai cho thương mai, ông ta biết việc chữa thương không tới lượt mình, chỉ có thể giúp việc lặt vặt, làm vài chuyện rất có lợi nhưng thực tế chẳng giúp được gì nhiều, bởi vì thương mai cũng biết kê đơn thuốc dưỡng thai. Nhưng sau khi Thương Mai nhìn thấy đơn thuốc do ông ta kê thì rất hài lòng, cô khen ông ta một hồi rồi uống hết chén thuốc. Sau vài ngày châm cứu liên tục, cuối cùng tới trưa hôm thứ ba, mộ dung khanh đã tỉnh lại. Đã 9 ngày kể từ khi hắn hôn mê. Hắn rất gầy yếu, mấy ngày nay cũng chỉ dựa vào canh sâm cháo lỏng để bảo vệ tính mạng, nên dù đã tỉnh lại nhưng hắn cực kỳ yếu, thậm chí không thể nói được. Nhìn thấy thương mai ngồi bên giường, hắn bèn nở nụ cười, vì người gầy đi nên đôi mắt hắn trông rất to, trong mắt lấp lành ánh sáng. Thương mai rưng rưng nước mắt, cô kéo tay hắn, cúi xuống hôn lên mặt hắn, hoan nghênh người trở về. Mộ Dung Khanh cười rất rạng rỡ, trong đôi mắt hẹp dài lộ vẻ thương tiếc và ái náy. Sau khi nhìn nhau một hồi, tầm mắt hắn chậm chậm rời xuống bụng cô, Thương Mai cười khẽ, kéo tay hắn đặt lên bụng mình, ta rất khỏe, con cũng rất khỏe. Ánh sáng trong mắt hắn càng rực rỡ hơn, môi hắn run rẩy, tay cũng khẽ run, hắn cố gắng nói chuyện nhưng dốc hết sức lực cũng chỉ thốt lên được một từ tốt. Thương Mai khàn giọng bảo, người đừng vội nói, cứ an dưỡng trước đã. Như Ngộ Yến Tổ đã nói, tình trạng thương tích của hắn rất nặng, theo lý mà nói, nếu làm trái tim bị tổn thương như thế thì đã chết rồi. Dù không chết cũng hấp hối, ảnh hưởng nghiêm trọng, sau khi chữa trị vẫn cần phải an dưỡng một thời gian. Ba bốn ngày sau, tuy mộ dung khanh không thể xuống đất đi lại nhưng đã có thể nói chuyện, cũng có thể lật người. Trạng vạng hôm nay, Phủ Thanh Châu trở nên rất náo nhiệt, An nhiên lão vương ra đến, đi cùng ông ta còn có linh lợi vừa khỏi bệnh, nhu dao và tráng tráng vẫn luôn lo lắng cho thương mai và mộ dung khanh. Còn Tô Thanh và Tiêu Thác thì đang làm việc ở Kinh Thành, không có thời gian rảnh tới đây. Họ đến đây là vì trước đó Tần Châu đã sai người tới Hàn Sơn mời An Nhiên Lão Vương ra, còn Dương Tướng Quân chắc hẳn cũng vừa đến Kinh Thành. Lão Vương ra, ngài đi chậm thật đấy. Tần Châu cười nói. An nhiên lão vương ra cười cợt, lão hủ sợ mình tới rồi sẽ không có việc gì cần làm, trong phủ Thanh Châu, đâu đâu cũng có thần y mà. Khi A Cảnh đi ra tiếp đón đã nói về chuyện của Ngô Yến Tổ, Ngô Yến Tổ cứu Thương Mai, Thương Mai lại cứu Mộ Dung Khanh và Nam Hoài Vương, lão vương ra đều biết hết. Ba nàng kia không khách sáo dài dòng mà đi tìm Thương Mai ngay. Khi thấy Thương Mai không sao, Linh Lợi luôn lạnh lùng lại rơi vài giọt nước mắt, ta cứ tưởng mình đã hại chết người rồi, người không sao thì tốt quá. Thương Mai cũng rất lo lắng cho Linh Lợi, bây giờ thấy nàng ta còn sống đứng trước mặt mình, cô cũng yên tâm, bèn cười đáp, ta cũng cứ tưởng ngươi đã chết rồi, ngươi không sao thì tốt quá. Tráng tráng tức giận bảo, được rồi, chưa ai chết cả, hai người thôi đi. Nàng ta nhìn Thương Mai, sau đó mới ngồi xuống bên giường mộ dung khanh, đau lòng nói, gầy hẳn ra rồi, khổ cho ngươi. Mộ dung khanh cười đáp, để tiểu cô cô lo lắng rồi. Tráng tráng nói tiếp, đâu chỉ là lo lắng, sợ muốn chết rồi đây này. Nàng ta xoa ngực, cũng may Tần Châu thông minh, lập tức sai người tới báo, nếu không ngươi phải chịu tra tấn biết bao nhiêu ngày chứ. Nhu giao là đại phu cũng góp vui, thấy cả hai đã khỏe, ta và lão vương ra phí công đến rồi. Nhưng A Cảnh không quá đồng ý với lời này, hắn ta si ngốc nhìn Nhu giao, không phí công đâu, phủ thanh châu nhiều đồ ăn ngon lắm, lát nữa ta dẫn người đi ăn. Nhu giao lườm hắn ta, Mặt nàng lập tức ửng đỏ chỉ biết ăn thôi A cảnh gãi đầu Không phải ta chỉ biết ăn Mà vì có thứ tốt nên muốn cho người biết Thương mai nghe thấy lời này Là biết ngay A cảnh đã dễ tình đâm sâu Chỉ khi người yêu một người sâu sắc Người mới muốn đưa món ngon Quần áo đẹp, trò vui cho đối phương Thấy nhu dao đỏ mặt Thương mai và tráng tráng nhìn nhau Có vẻ như nhu dao đã tìm được hạnh phúc của mình Thật tốt quá Nhu dao là bạn từ nhỏ của họ nếu nàng ta không hạnh phúc, họ cũng không hạnh phúc, cứ cảm thấy thiếu thứ gì đó. chương 818, Sư Huynh Thương Mai âm thầm nói với Nhu Giao rằng Nam Hoài Vương đang ở trong tù. Nhu Giao nghe xong, trên mặt có chút buồn bã ừ. Thương Mai hỏi nhỏ, người muốn gặp hắn một lần không? Thương Mai cảm thấy đáy lòng Nhu Giao hẳn là cất giấu một ám ảnh, là từng bị tổn thương. Năm đó, nàng kinh hoàng thất thố tìm một người thành thân, nghĩ đến, nam hoài vương cho nàng kinh sợ rất lớn nút thắt trong tim này dù sao cũng phải cởi bỏ nhu giao trầm mặc một chút nói không biết đợi chút đi nàng ta chưa chuẩn bị xong tâm lý thương mai cầm tay nàng ta được tất cả tùy tâm muốn gặp thì gặp không muốn gặp thì thôi an nhiên lão vương ra kiểm tra thương thế cho mộ dung khanh rất thưởng thức thương mai nói y thuật của ngươi gần như có thể đuổi kịp lão hù ta rồi thương mai tâm tình rất tốt Cười nói, ngài cũng đừng nói như vậy, kỹ thuật của ta nếu có thể bằng một phần vạn ngài đã là tạo hóa lớn nhất cuộc đời này của ta rồi. Dối trá, dối trá. An nhiên lão vương ra nghiêm túc chỉ ra. Đâu có, đâu có, Thương Mai xấu hổ, nếu bàn luận, ta còn phải gọi ngài một tiếng sư phụ đấy. Đừng, sư phụ cũng không phải là ta, nhiều nhất ngươi cũng chỉ có thể gọi ta một tiếng sư huynh. Thương Mai ngẩn ra, ý của ngài là lão vương ra cười thần bí, ta coi như là đệ tử của ôn đại phu, một tiếng sư huynh vẫn gánh được trong lòng thương mai kích động. ôn đại phu thật sự đồng ý thu ta sao? nếu không thu ngươi, sao nàng lại cho ngươi toàn bộ sách y lễ bái sư này mặc dù còn chưa làm, nhưng lão nhân gia nàng đã xem ngươi là đệ tử đích truyền rồi. ở trên hàn sơn, tùy thương mai cũng cho là như vậy, nhưng từ đầu đến cuối không có nhân sĩ uy tín đi ra nói một tiếng, cô cũng không dám có tâm vọng tưởng hôm nay an nhiên lão vương ra người sư huynh này chính miệng nói, vậy nghĩ đến là 89 phần 10, cô kích động đứng lên, bái lão vương ra, sư muội ra mắt sư huynh. Lão vương ra cười nói, người giống như đổi ý vậy, yên tâm đi, cả đời hoàng thẩm đều tìm đệ tử đích truyền, người chỉ là đọc sách lại vận dụng kim châm thuật xuất thần nhập hóa như vậy, nàng sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng thẩm, thương mai có chút kinh ngạc, mộ dung khanh cười ở bên cạnh giải thích hoàng thẩm trong miệng lão vương gia chính là đại phu ôn yến thương mai vội vàng nói ô ta biết rồi ta biết rồi đối với hoàng thất đại lương thương mai ít nhiều vẫn biết một chút nhưng nàng hy vọng hiểu rõ nhiều hơn nhiều hơn nữa sự phụ mình kính ngưỡng nên quấn lấy an nhiên lão vương ra để ông kể cho cô nghe chuyện của đại phu ôn yến vừa nói chính là mấy giờ thương mai nghe nhiệt tình mộ dung khanh nghe ngủ gật cả ngày trên thực tế, hắn cũng ngủ một giấc, tỉnh lại còn chưa nói hết. Thương Mai nâng má, mặt đầy say mê, nói như vậy, đại phu ôn yến chính là đi tam sinh tam thế rồi. Không biết đại lương có mười dặm hoa đào không? An nhiên lão vương ra nói đều là chuyện ngoại giới không biết, đúng là coi cô như đệ tử đích truyền của đại phu ôn yến rồi. Không biết ta lúc nào có thể gặp lão nhân gia bà? Thương Mai nói, cô thật sự rất nóng lòng, rất muốn bái sư thuật nghiệp có chuyên về một môn, cô muốn tiến thêm bước nữa tìm hiểu, nhận thức trung y, hơn nữa, thuật kim châm cô cũng chỉ là học được ra lông, đã lợi hại như vậy, nếu học tập sâu hơn, vậy nhất định quá tốt rồi. Không vội, nếu bà ấy muốn gặp ngươi, nhất định sẽ xuất hiện, ta nói trước với ngươi quy củ của bà ấy một chút. An nhiên lão vương ra cười nói. Thương Mai ngồi rất thẳng, nghiêm túc như học sinh tiểu học nghe giảng vậy, được, ngài nói, bà ấy có quy củ gì, phàm là quy củ gì, ta cũng có thể tuân theo. An nhiên lão vương ra nói, quy củ của bà ấy thật ra cũng không nhiều, cũng chỉ có vậy, học y thuật với bà ấy, tâm đàng hoàng, không phân biệt, chính là nếu người tội ác tài trời đến cửa xin chữa bệnh, người cũng phải chữa trị. Điều này tương tự với y học hiện đại, chính là phạm nhân giết người tội ác tài trời, đưa đến bệnh viện, cũng không thể nói để mặc không quản, nên cứu vẫn phải cứu. Đã biết, An nhiên lão vương ra cười trúng chím nhìn cô, nhà đầu, điều này cũng không dễ dàng làm được, đổi một câu hỏi, nếu không phải cổ đồng mệnh, người sẽ dùng hết toàn lực đi cứu Nam Hoài Vương sao? Thương Mai khẽ run, nhìn về phía mộ dung khanh, mộ dung khanh vốn là nhắm mắt lại, nghe lời này của an nhiên lão vương ra thì giật giật mí mắt, nhìn chầm chầm Thương Mai. Thương Mai nhất thời không biết đáp lại như thế nào, nói lời trong lòng, nếu không phải cổ đồng mệnh, chắc chắn cô sẽ không cứu lão bát. Trên thực tế, cô hận không thể giết được hắn, sao có thể đồng ý dùng toàn lực cứu hắn. Thầy thuốc, có lúc không nên đặt quá nhiều tình cảm riêng tư. Mộ Dung Khanh nói một câu, có vài người nếu là đáng chết, cứu rồi lại giết đi. Nhiếp chính vương luôn luôn đơn giản, thô bạo, trực tiếp. Sư huynh, ngài có thể làm được không? Thương Mai hỏi. Ta, an nhiên lão vương ra nhàn nhạt cười, ta nếu có thể làm được, ta sẽ không gọi bà ấy là hoàng thẩm, mà trực tiếp gọi sư phụ thương mai đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu an nhiên lão vương ra không phải dùng nam hoài vương làm ví dụ, có lẽ cô sẽ lập tức đáp ứng, nhưng trời sinh là người làm tổn thương cô lại làm tổn thương lão thất, trong lòng cô rất căm hận, nếu không phải cổ đồng mệnh, sao có thể đồng ý cứu hắn. Bồn vương không hiểu, tại sao người tộc ác tài trời còn phải cứu. An nhiên lão vương ra nhẹ nhàng than thở một tiếng, đây cũng là có nguyên nhân, là năm đó hoàng thẩm đích thân trải qua. Ông cầm một cái ly châm trà, Uống một ngụm, nhẹ nhàng thở dài một cái, chuyện này là hối hận lớn nhất trong cuộc đời bà, cũng bởi vì chuyện này, bà mới lập ra quy củ này. Sắc mặt Thương Mai và Mộ Dung Khanh cũng nghiêm túc lại, nghe ông nói. Khoảng 35 năm trước, đại lương xảy ra một án mạng, nghiêm túc mà nói, không phải một chuyện, mà là nhiều chuyện, người bị hại toàn bộ đều là thiếu nữ trẻ tuổi, vừa cập kê quyết định hôn sự thì gặp thảm sát, những thiếu nữ này trước khi chết đều bị xâm hại, lại bị cắt đứt ngón trỏ sau khi án này xảy ra triều đình hết sức chú ý, để nha môn kinh triệu theo sát điều tra và để hình bộ phối hợp, cuối cùng hình bộ khoanh vùng nghi phạm là đại phu của bao nhất đường trong kinh, vị đại phu này thiếu một ngón trỏ. Và những thiếu nữ này trước khi bị hại, vị đại phu này đều từng đến cửa điều dưỡng thân thể cho các nàng, lúc ấy, hình bộ bắt hắn về tra hỏi, hắn lại không thừa nhận tội, dùng mọi cách chống chế, nhưng mà lúc ấy có đệ tử y quán làm chứng, nói thấy hắn nửa đêm đi ra ngoài, lại có phu nhân của hắn cũng chứng thực đêm mỗi một thiếu nữ chết hắn đều đi ra ngoài lúc trở lại đều là cả người vết máu lúc ấy phu nhân của hắn cảm thấy kỳ quái giấu đi một món trong số quần áo có vết máu cuối cùng khi quan sai đi lục soát lúc soát được quần áo này nhân chứng vật chứng đều có hắn lại chết cũng không nhận tội hình bộ giận giữ dùng khổ hình với hắn đánh đến chỉ còn lại nửa hơi lúc ấy phụ vương hỏi án này tông quyển cũng điều tra từng cái một chắc chắn không có oan uổng hình bộ sử ngũ mã phanh thây. Lão vương ra nói tới chỗ này, dừng một chút, thở dài nói, chuyện này phụ vương ta cũng ôm hận cả đời. Mộ dung khanh biết, ngũ mã phanh thây hết sức tàn khốc, nếu không phải người tội ác tài trời thì quyết không dùng ngũ mã phanh thây. Tuy thương mai cảm thấy có nội tình nhưng lại không nghe ra nguyên nhân đại phu ôn yến phải chịu trách nhiệm trong chuyện này, chẳng qua là cô cũng không hỏi, chỉ chờ an nhiên lão vương ra nói tiếp. Chương 819, Bái Sư An Nhiên lão Vương ra lại hớp một ngụm trà, tiếp tục nói, trước khi hành hình, để để của vị đại phu này ở nha môn náo loạn một trận, nói hắn oan uổng, hoàng thúc. Cũng chính là lúc đó hoàng thượng hỏi tới án này, muốn gặp hung thủ giết người này một lần, nhưng lúc ấy hình bộ dùng hình lợi hại, hắn đã chỉ còn lại một hơi, muốn hỏi chuyện thì phải chữa khỏi cho hắn, lúc ấy đại phu trong kinh cũng không có cách nào chữa cho hắn, chỉ cần hoàng thẩm có thể trị, chẳng qua là lúc đó một trong những người thiếu nữ bị giết là khuê mật của nữ nhi hoàng thẩm hoàng thầm nhìn tất cả tông quyền, cảm thấy không có khả năng là oan uổng, cuối cùng, lựa chọn không cứu. Câu chuyện nói tới đây, Thương Mai và Mộ Dung Khanh cũng biết kết cục, vị đại phu này nhất định là bị oan uổng. Đúng vậy, vị đại phu kia bị oan uổng, người giết người là phu nhân của hắn. An nhiên lão vương ra thở dài nói, vị đại phu kia là chết ở trong tù, thi thể đã bị ngũ mã phanh thây, chuyện này trôi qua khoảng nửa năm, trong kinh lại xuất hiện án thiếu nữ cập kê bị giết, trải qua điều tra, nghi phạm chính là phu nhân của vị đại phu này. Điều này sao có thể? Những thiếu nữ kia cũng đều là bị xâm phạm, phu nhân của hắn sao có thể xâm phạm những thiếu nữ kia? Thương Mai giật mình nói. Đồng phạm còn có một người, chính là vị đệ tử ở bao nhất đường kia, hắn tướng mạo xấu xí, đi theo đại phu ra vào nhà giàu có, luôn bị người ta nhạo báng bắt nạt, vì vậy có cửu hận với tiểu thư nhà giàu có, mà vị phu nhân của đại phu kia là thứ nữ trong nhà, bị đích mẫu trường tỷ hãm hại, 15 tuổi cập kê năm đó bị người ta phá thân, tổn hại danh dự, sau khi lập gia đình sinh con vẫn luôn không sao, nhưng sau khi đích tỷ gả vào hầu phủ lập tức sinh liền ba con trai, mà chính nàng vẫn luôn không có. Đích tỷ của nàng còn cố ý tới làm nhục nàng một trận, nàng bị kích thích, tự biết không thắng được đích tỷ nên giết người cho hả giận. Thương Mai nghe liên tục thổn thức, đây quả thực là trạch đấu, chẳng qua là dính líu rất nhiều người vô tội và vị đại phu của bao nhất đường kia, cho nên lão vương ra than thở một tiếng, nhìn cô, hoàng thẩm canh cánh chuyện này trong lòng, cho là nàng vì ấn tượng ban đầu, bị oán hận riêng che mắt, nếu bà ấy cứu vị đại phu kia, chuyện này lại điều tra rõ ràng nữa, nhất định có thể trả trong sạch cho hắn, kết quả, uổng công làm liên lụy một mạng người lại thêm một thiếu nữ cập kê bị giết nữa. Thương mai khó nói ai đúng ai sai, bởi vì lúc ấy người bị giết còn có khuê mật của nữ nhi đại phu ôn yến, bà ấy đã xem qua tông quyển cũng cảm thấy không có oan uổng, không cứu là có nguyên nhân, ai biết bên trong sẽ có nhiều nội tình lòng vòng như vậy. Cả đời người rất dài, người là đại phu, nhất định là muốn hành nghề chữa bệnh cả đời, sau này khó nói sẽ gặp vấn đề như vậy, người suy nghĩ thật kỹ, nếu người có thể làm được, lại đi lễ bái sư cũng không muộn, nếu không làm được thì học từ sách thuốc, học được bao nhiêu là phúc phận của ngươi. Thương Mai nhất thời cũng không có cách nào trả lời, nếu là ở hiện đại, cô có thể lập tức đồng ý, trong thái bình thịnh thế không có nhiều ân oán riêng như vậy nhưng cô đã tới nơi này gả vào hoàng gia cô biết mình không phải là người tốt đại thiện nhân gì nếu nói ngày sau thật sự có một người làm thương tổn người bên cạnh cô cô sẽ cứu sao chỉ sợ chưa chắc không có gì đáng ngại người suy nghĩ thật kỹ đi nghĩ rõ ràng rồi trả lời vấn đề này của ta lão vương ra đứng dậy đi ra ngoài thương mai ngẩng đầu nhìn mộ dung khanh có chút bất đắc dĩ nói ta rất muốn học y thuật với đại phu ôn yến nhưng ta chỉ sợ mình không cách nào làm được yêu cầu như vậy của bà ấy." Mộ Dung Khanh biết cô đối với y thuật có sự chấp cuồng, đây là cơ hội rất tốt, cô nhất định không nỡ từ bỏ, nhưng mỗi một người đều có tính cách khác nhau, chính là hắn cũng không thể nào làm được yêu cầu của đại phu Ôn Yến. "Nếu có người làm thương tổn Thương Mai, đừng nói cứu hắn, chính là giết hắn cũng ngại không đủ hả giật." Thương Mai miễn cưỡng cười một tiếng, trong lòng lại một chút cũng không thoải mái bởi vì đây không chỉ là việc bái sư còn tra hỏi nguyên tắc hành nghề chữa bệnh của cô làm giáo dục có dạy không phân biệt làm thầy thuốc cũng nên có cứu không phân biệt nhưng cô không thuyết phục được mình cô trên con đường hành y này đã xen lẫn quá nhiều tình cảm riêng tư thứ tình cảm này ở hiện đại gần như không thể nào gặp phải hai ngày liền thương mai đều tâm sự nặng nề nhu giao đã nhìn ra hỏi có chuyện gì không vui sao thương mai cũng bực bội đến nỗi trong lòng dầu dĩ nên nói ra yêu cầu của đại phu ôn yến sau khi nhu giao nghe xong yên lặng một hồi nói đại phu ôn yến quả thật rất lợi hại thương mai có lẽ ngươi đổi một góc độ để nghĩ không nên nghĩ đây là quy phạm quy củ của ngươi xem nó như quy tắc hành nghề chữa bệnh dẫu sao khả năng ngươi gặp phải loại chuyện như vậy rất thấp nhưng người bị thương mắc bệnh bên người càng ngày sẽ càng nhiều con người đều sẽ có lúc bị bệnh mà nếu như ngươi học y thuật của đại phu ôn yến ngươi có thể cứu được người bên cạnh ngươi ít nhất có thể giúp bọn họ kéo dài sinh mạng. Coi như ta người bên cạnh ngươi rất hy vọng ngươi có thể trở thành đệ tử của đại phu ôn yến. Lời của Nhu Giao giống như thiểm điện bổ đầu nhét đầy cỏ bị ép gắt gao của thương mai, cô chỉ cảm thấy đầu óc nhất thời được khai thông. Đúng vậy, sao ta lại không nghĩ tới chứ? Thật sự là mang thai một lần ngốc ba năm sao, thương mai tự tát cho mình một tát. Nhu Giao xì một tiếng cười, sau đó sắc mặt nàng ta nghiêm túc, phốc quỳ xuống, dọa thương mai sợ lùi về sau, ngươi làm gì vậy? Bái sư, nhu giao nghiêm trang nói. Nháo cái gì vậy, thương mai sẵn giọng Hiển nhiên không phải chơi, ta là nghiêm túc. Nhu dao ầm 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 dập đầu ba cái, ta muốn học tốt y thuật, ta muốn hành y cứu đời, muốn cứu chữa thế nhân, cho dù muốn ta cứu kẻ địch của ta, ta cũng đồng ý. Thương mai nháy mắt một cái, có chút cảm động, đây mới là yếu tố làm thầy thuốc thương mai đang trầm ngâm lại nghe một tiếng phốc vang lên thương mai ngẩng đầu lại thấy cuối hành lang ngô yến tổ quỳ xuống lại quỳ tiến lên ta cũng bái sư ta cũng bái sư thương mai cạn lời ngô yến tổ kia cũng không sợ xấu hổ sau khi bái thương mai ba lạy lại hành lễ với nhu giao sư tỷ nhu giao thật là dở khóc dở cười ngài tuổi đã cao gọi ta sư tỷ người không biết xấu hổ gọi ta cũng không tiện đáp ứng Thương Mai cũng nói, còn không phải sao? Ngài tuổi này ta cũng không dám làm sư phụ ngươi. Sư phụ? Sư phụ Ngô Yến tổ lập tức kéo ra mặt ra, lộ ra một gương mặt trắng tinh mịn màng, đệ tử không già, năm nay vừa 22, chưa cưới gả. Thương Mai cảm thấy có chút nói không ra lời, ngươi, ngươi lại đeo mặt nạ, mà cô lại không nhìn ra. Thật là mất mặt mất đến nhà bà nội rồi, cô giỏi làm mặt nạ, nhưng không nhìn ra Ngô Yến tổ đeo mặt nạ ngô yến tổ ngượng ngùng nói đây cũng là không có cách nào xin cơm ăn mà người tuổi trẻ bệnh nhân không tin ngươi không thể làm gì khác hơn là giả bộ già một chút thương mai tránh thẳng vào trong các ngươi đều đứng lên ta không thể làm sư phụ của các ngươi chúng ta cũng không phải có lòng muốn bái ngươi làm sư phụ đây không phải là muốn làm đồ tôn của đại phu ôn yến sao ngô yến tổ thẳng thừng chân thật nói nhìn nhu giao một cái có phải không sư tỷ ngươi cút cho ta ta và ngươi không giống nhau, ta là thành tâm bái nàng làm sư. nhu giao giận dữ, ta cũng vậy, ta cũng là thành tâm. ngô yến tổ nằm sấp xuống đất, nhẹ giọng nói, sư tỷ diễn trò thật giống. nhu giao giận đến run người, lại thấy thương mai trốn vào trong phòng, thì nhảy cẫng lên nện ngô yến tổ kia, nàng không phải đệ tử của đại phu ôn yến, ta cũng phải bái nàng làm sư, ngươi biết y thuật của nàng tốt thế nào không? cái gì cũng không biết đã tới bái sư. Ngươi chính là lấy cái danh tiếng ra ngoài dễ kiếm cơm, ta và ngươi sao có thể giống nhau? Chương 820, hôn sự trước thời hạn. Thương thế của Mộ Dung Khanh dần dần tốt lên, nhưng sao lại luôn không đi gặp mặt Nam Hoài Vương? Tiêu Kiêu tới đón bọn họ hồi kinh, đi theo đến còn có Dương tướng quân. Thất hoàng tử hôm nay tạm thời do Tô Thanh giam giữ, còn chưa đưa về trong cung. Tiêu Kiêu đi tới, nói với Mộ Dung Khanh chuyện của thất hoàng tử. Mộ Dung Khanh đã có thể xuống đất đi bộ, miệng vết thương lần này gần như muốn mạng hắn, chính hắn đối với việc có thể sống lại vẫn có chút không thể tin. Nhốt một thời gian trước, Mộ Dung Khanh nói, Tiêu Kiêu nói, một đứa trẻ 8 tuổi có thể làm chuyện tàn bạo như vậy, thật là làm cho người ta không thể tin. Có thể tưởng tượng được, từ nhỏ đến lớn, hắn thường nghe thấy là những chuyện gì. Mộ Dung Khanh lạnh lùng nói, hắn nghiêm túc lại, trong kinh thế nào? Có Thái Hoàng Thái Hậu ở đó, tất cả đều bình yên, chẳng qua là đại khái cũng chỉ là tạm thời, những lão thần kia dĩ nhiên là phục thái hoàng thái hậu, những quan viên trẻ tuổi được cất nhắc lên kia lại bắt đầu dục dịch, điều này dĩ nhiên là những người hoàng thượng tin chiều kia bắt đầu gây chuyện, khuyên khích một đám người, định hậu cung không tham gia triều chính. Từ thời Huệ Đế trở đi đã không có chuyện hậu cung không tham gia triều chính. Mộ Dung Khanh cao mày nói, từ Huệ Đế không có, nhưng trước Huệ Đế, đúng là có điều như vậy. Mộ Dung Khanh cười nhạt, như vậy, bọn họ phải nhắc lại quy củ từ đời Thái Tổ. Hoàng thượng quá thiên vị, tiêu kiêu cười một tiếng, chỉ là cũng khó trách, ai đồng ý ngôi vị hoàng đế của mình bị người khác cướp đi chứ. Không phải lập tam nhi sao, đó là con của hắn. Mộ Dung Khanh dừng một chút, hắn ban đầu truyền bổn vương vào cung, nói là sợ ngày sau bổn vương sẽ đoạt đế vị. Hắn muốn bảo đảm đế vị của mình nên truyền cho con trai hắn, hôm nay lão tổ tông không phải để cho hắn cũng thuận theo thỏa mãn sao hắn muốn thế nào có lẽ là hắn ngay cả thái hoàng thái hậu cũng không tin bởi vì cho dù là tiên đế hay là thái hoàng thái hậu năm đó đều đánh giá người rất cao cũng đều từng nói người có tài đế vương lời này thật ra thì hoàng thượng năm đó cũng đã nói chẳng qua là hắn lúc đó là thái tử nói mấy lời thật ra thì ở đáy lòng đã sớm có gai Mộ Dung Khanh tức giận nói, bổn vương thật không biết hắn rốt cuộc muốn thế nào, phải như thế nào mới có thể hợp ý hắn. Không người nào biết. Trình đốn trước khi lên đường, Mộ Dung Khanh ân cần dạy bảo chi phủ một phen, nói cho hắn một năm khảo sát, nếu một năm không làm ra được thành tích thì để hắn về nhà chồng khoai lang. Vị chi phủ Thanh Châu này không phải hạng người tham lam, nhưng là người nhát gan sợ chuyện rụt rè e sợ lại bắt nạt người thiệt, sợ ác, gặp chuyện thì tránh, có lợi ích đều muốn hưởng, mộ dung khanh nhìn ở thanh châu coi như thái bình cho hắn một cơ hội chi phủ đại nhân vốn tưởng rằng chức quan của mình sẽ mất chợt nghe mộ dung khanh nói gần như không tin vào tai mình liên tục quỳ xuống dập đầu chỉ trời thề rằng sau này sẽ như thế nào như thế nào nói đến tận khi mộ dung khanh và thương mai lên xe ngựa hắn còn quỳ ở nơi đó dùng sức nói vừa nói còn vừa chảy nước mắt không thể không nói trải qua chuyện này vị chi phủ đại nhân họ lão này thật vẫn làm việc thật thà sau đó còn cất nhắc đến trong kinh, coi như là thành công muộn. Đây là nói sau này, không đề cập tới cũng được. Lại nói đoàn người lên đường hồi kinh, Nam Hoài Vương cũng không bị giam trong xe tù, mà ở một chiếc xe ngựa khác, choi hắn thật chặt, Dương Tướng Quân và hắn cùng một chiếc xe ngựa, phụ trách nhìn chằm chằm hắn. Ngô Yến tổ sống chết quấn lấy muốn đi theo thương mai, như đường ra châu vậy, bỏ lại cũng không bỏ được, không mang hắn lên đường, linh lợi cho hắn ba lượng bạc nói là cảm ơn hắn chữa khỏi cho vương phi, kết quả hắn có bạc thì tự mua con lừa đi theo xa xa phía sau. Đường thủy hung hiểm, bọn họ cuối cùng lựa chọn đi đường bộ trở về. Thật ra thì có hung hiểm hay không, lại không phải trong phạm vi cân nhắc của mộ dung khanh, chẳng qua là đường thủy nhanh chóng, hắn muốn chỉ hoãn chút thời gian, ở Thanh Châu cũng tốt, ở trên đường cũng tốt, vẫn hơn hồi kinh. Dọc theo đường đi, bởi vì nhiều người nên cũng náo nhiệt. Lúc buổi tối ở trong một trấn nhỏ tại Lương Châu, Tần Châu lệnh chủ quán chuẩn bị giả tiệc phong phú, mọi người đều rất ăn ý không đề cập tới bất cứ chuyện gì trong kinh, chính là không hy vọng quấy dày tâm tình của mọi người, dẫu sao dọc theo con đường này, tâm tình của mọi người đều vô cùng vui vẻ. Từ bữa tiệc mới biết, hóa ra hôn sự của Tráng Tráng và Tiêu Kiêu tổ chức sớm, trước thời hạn rời đến tháng 10. Đây là vì sao? Thương Mai hỏi. Tiêu Kiêu nhìn Tráng Tráng một cái, ánh đèn nhu hoa trong mắt hắn có mật ý cũng có chút bi thương, tổ mẫu ta tuổi tác đã cao, ít ngày trước bị ngã, mời ngự y vào phủ chữa trị, nói lão nhân ra sợ sẽ là chuyện của mấy tháng, cho nên chỉ đành phải đẩy hôn sự trước thời hạn, cũng cho tổ mẫu lão nhân ra thấy chúng ta thành thân. Đời cháu cũng phải thủ hiếu, nếu khi tổ mẫu vẫn còn không thành thân, một khi tổ mẫu qua đời, hắn phải thủ hiếu, ít nhất cũng phải một năm. Đây chẳng phải là ta chỉ còn hơn một tháng chuẩn bị sao? Tới kịp không? Thương Mai hỏi. Không vì bận bịu những người này thì đuổi kịp. Tiêu Kiêu nói. Thương Mai nhìn mộ dung khanh một cái, xem ra chúng ta vẫn là đi đường thủy đi, nhanh một chút. Tráng tráng vội vàng nói, không, đi đường bộ là được, tuyệt đối không nên đi đường thủy. Thương Mai ngạc nhiên nói, đây là vì sao? Người cô dâu này chẳng lẽ không vội vàng hôn sự của mình sao? Tuy nói có người lót trước cho ngươi, nhưng tự ngươi cũng phải nhìn một chút chứ nhu giao cười nói đó là bởi vì sau khi trở về bọn họ không thể gặp mặt trước khi thành thân dựa theo quy củ người mới không thể âm thầm gặp mặt hơn nữa đoạn đường này du sơn ngoạn thủy trở về tốt biết bao hai người còn có thể ân ái một chút tráng tráng đỏ mặt cáu giận nói người bà tám nhỏ nói bậy nói bạ xem ta không xé rách miệng ngươi vậy không được a cảnh một bên vùi đầu ăn nghe thấy lời của tráng tráng ngẩng đầu lên ồm ồm nói, ai dám xé rách miệng của nàng A Cảnh lập tức không buông tha. Chán chán cười đến sắp ngã, được rồi, A Cảnh, biết ngươi đối với nhu giao luôn tình thâm, thu hồi quả đấm của ngươi, có ngươi ở đây, ai dám xé rách miệng của nàng. Nhu giao lại cũng đỏ mặt, giận A Cảnh một cái, con gái nói chuyện, ngươi một người đàn ông chen miệng gì. A Cảnh nghiêm trang nói, ở cạnh có thể không chen miệng, nhưng có người bắt nạt ngươi, ta không quan tâm thiệt giả cũng phải quản. Lời này thật đúng là cho một miệng thức ăn cho chó, mặt nhu sao càng nóng bỏng, thấy mọi người cũng trêu gẹo nhìn nàng, vội vàng nói, được rồi, ngươi im miệng. A à cảnh là người nghe lời vợ, lại vùi đầu ăn. Tần Châu cầm trong tay ly rượu, từ từ đung đưa, khóe miệng cong lên một tia cười như có như không, thật là những ngày tháng đáng giá vui vẻ. Tần Châu vẫn là lối ăn mặc của Nam Nhi, cả người cầm y thuần trắng hoa văn đám mây chìm bao lấy vóc người cao gầy, ngũ quan vốn là 10 phần anh khí hôm nay được ánh đèn bao phủ lại có mấy phần cảm giác nghi mục như họa, cường tráng khí tấn liếm, đường cong nhu hòa, trong tay cầm ly rượu thêm mấy phần tiêu sái, chẳng qua là mắt mày nhuộm yêu thương nhàn nhạt, nhạt và dáng vẻ hào sảng, nếu là đàn ông sợ là không biết mê đảo lòng bao nhiêu thiếu nữ. Mọi người thấy sang, nàng ta cười cười, xóa yêu thương nơi đáy mắt đi, đầy ý cười, không phải sao. Có đôi có cặp, đều rất tốt. chương 821, thu được người mặt dày. An nhiên lão vương gia vốn cũng lẳng lặng uống rượu, nghe lời này của Tần Châu, ông ngẩng đầu lên, ý vị thâm trường nói, bé con, ngươi đừng buồn, mỗi người có số của mình, ngày sau ngươi cũng có cuộc sống an nhàn của ngươi. Nhu giao hỏi, lão vương gia, vậy ngày tốt của Tần Châu là ngày tốt nào? Là phải phối với lang quân như ý sao? Đi đi đi, an nhiên lão vương gia liếc nàng ta một cái, như ngươi nói, phải phối với lang quân như ý chính là ngày tốt rồi sao? Đó cũng không phải sắc mặt nhu dao lại đỏ một chút. Tần Châu nghe lời của Lão Vương ra, nàng ta biết Lão Vương ra là cao nhân, dứt khoát thỉnh giáo, Lão Vương ra, hôm nay ta phiêu bạt nước lạ tha hương, tuy biết có đường ra, nhưng mắt thấy đều không phải là đường ta phải đi, không bằng ngài chỉ điểm một chút cho ta. Lão Vương ra vuốt dâu cười một chút, đường của ngươi, không ở dưới chân, mà ở trong lòng. Tần Châu ngẩn ra, như có chút không hiểu. Lời này, mộ Dung khanh lại hiểu hắn nhàn nhạt thay mặt giải thích, người đến nay không qua được, chẳng qua là trong lòng ngươi, nếu là ngươi có thể buông được, há lo không có đường đi. Tiêu Kiêu cũng nói, hôm nay ngươi tuy người ở Đại Chu, nhưng trở về Bắc Mạc cũng là chuyện của trong tầm tay, quân quyền vẫn còn trong lòng bàn tay ngươi, nếu ngươi có lòng. Tiêu Kiêu nói đến đó thì ngừng, cũng không nói tiếp. Mọi người biết ý của Tiêu Kiêu, Tần Châu cũng hiểu, thật ra thì cái gọi là danh không tránh ngôn không thuận hoặc là thân mang tội, nếu nàng ta thật sự so đo cũng không là vấn đề tần châu hơi ngẩn ra rồi cười cười nói được rồi không nói cũng được thương mai biết trong lòng nàng ta còn có chỗ cố kỵ nói đúng vậy vừa nói cảm tình sao bỗng nhiên lại nói để tài trầm trọng như vậy chứ không bằng chúng ta cá rượu thế nào không được mọi người đồng thanh nói nàng không được uống rượu mộ dung khanh cảnh cáo nói thương mai trợn mắt nhìn hắn một chút ta hô thôi ta không tham gia. Không cần căng thẳng, thua thì ta uống thay. Mộ Dung Khanh cười nói. Đừng hòng nhé, thương mai sẵn giọng An nhiên lão vương ra khoát khoát tay. Thôi, trò này lão đầu ta không chơi được. Ta đi nghỉ ngơi thì hơn, cho mấy người trẻ tuổi các ngươi chơi cho thoải mái. Mọi người vội vàng đứng lên tiễn. Lão vương ra vừa đi, ngồi yến tổ kia thò đầu giáo giác tiến vào. Đi vào một chút cũng không sợ xấu hổ, trực tiếp đi tới trước mặt thương mai quỳ xuống, thỉnh an sư phụ. Sau đó vừa gọi nhu giao một tiếng sư tỷ thỉnh an sư tỷ Chuyện bái sư này, lúc lên đường hồi kinh đã bị mọi người giễu cợt một phen, thương mai vốn muốn gác lại chuyện này, nhưng người này lại sống chết đi theo. Linh lợi cười mắng, sớm biết đã không cho ngươi tiền thưởng, để ngươi con lừa cũng không mua nổi, xem ngươi đi theo thế nào. Ngô Yến Tổ ngẩng mặt nói, đây chính là duyên phận, duyên phận tới chính là ngăn cản cũng không cản được nếu là không có tiền thưởng ta không mua lừa không theo được sư phụ tất cả đều là duyên phận linh lợi cười nói người tiểu tử này càng có không mặt mũi rồi có mặt có mặt sau khi bái sư thì có mặt rồi thương mai bất đắc dĩ nói người trở về đi thôi ta không thu đệ tử ngô yến tổ nịnh hót nói không gấp ngài không thu đệ tử bên người dù sao cũng phải có người hầu hạ phải không đệ tử có thể hầu hạ ngài. Không thiếu người hầu hạ, thương mai nói. Xem ngài nói, người hầu hạ nào có ngại nhiều mà phải không? Hắn cười nói xong, cũng dập đầu với mộ dung khanh, sư phụ. Tại sao hắn cũng gọi sư phụ, người rốt cuộc là muốn lại ai? Linh lợi cười mắng. Cái này, phụ quân sư phụ không gọi sư phụ, gọi gì chứ? Ngô Yến tổ nghiêng đầu nhìn Linh lợi. Mọi người vốn định được rượu làm, lại bị ngô yến tổ chọc cười như vậy làm cho cười to không dứt nhu giao nín hồi lâu nói với thương mai nếu không người thu nghiệp chướng này đi thương mai trợn trắng mắt ta nào có bản lãnh làm sư phụ người ta không thể chính cô cũng còn chưa bái sư đã vội thu đệ tử ai biết đại phu ôn yến sẽ nghĩ như thế nào chứ tráng tráng nhìn ngô yến tổ kia cười hỏi ngươi nói ngươi đồng ý ở bên người hầu hạ nàng người biết làm cái gì công chúa ta cái gì cũng biết làm, chỉ cần sư phụ sai xử, chính là sẽ không biết cũng phải học. Khi hắn lên đường đã tìm hiểu rõ ràng quan hệ của mọi người, trả lời tráng tráng, lại nài nỉ, công chúa ngài làm có tiếng từ thiện bên ngoài, chắc hẳn cũng không nỡ lòng thấy ta vẫn luôn cầu xin, không bằng ngài hỗ trợ khuyên nhủ sư phụ, ngài là trưởng bối của nàng, nàng sẽ nghe ngài. Tráng tráng ngẩn ra, ngay sau đó cười nói, người tiểu tử này, nếu ta không giúp, há chẳng phải là không xứng danh từ thiện miệng lưỡi lợi hại đấy nàng nhìn thương mai được rồi nhìn hắn cũng không phải kẻ tâm tư bất tránh cứ đưa về giữ bên người đã quan sát một thời gian nếu trung thành thì giữ lại dùng tại sao ngay cả ngươi cũng theo thương mai nói đúng là bên cạnh người cũng không có mấy ai để dùng tiểu đao đi bắc mạc có thể tin được chỉ có tiểu khuyên và ma ma linh lợi lại luôn làm việc bên ngoài tiểu tử này cơ chí biết cải trang lối ăn mặc hành tẩu giang hồ lá gan cũng lớn da mặt lại dày người như vậy ngày sau rất có tiền đồ. Thương Mai bất đắc dĩ nhìn về phía mộ dung khanh, mộ dung khanh nhìn ngô yến tổ, người báo ra môn cho tiêu tướng quân, rồi điều tra rõ ràng, nếu đúng là xuất thân trong sạch, cứ cho ở lại vương phủ trước. Mộ dung khanh cũng đồng ý lời của tráng tráng, bên người thương Mai thiếu mấy người cơ trí, dẫu sao ma ma cũng lớn tuổi rồi, lại phải quản chuyện trong phủ, không thể luôn đi theo thương Mai. Ngô Yến Tổ vui mừng quá đỗi, tạ vương gia sư phụ, đệ tử lập tức viết lai lịch, tiêu tướng quân cứ việc đi điều tra. suốt lời, hắn ta chạy ra ngoài nhanh như một cơn gió, muốn đi tìm văn phòng tứ bảo. Tiêu kiêu cũng không tránh khỏi tán thưởng nói, đúng là một người cơ trí, nếu người bình thường, nói cũng được, nhưng hắn muốn viết ra, tránh cho ta phân phó xuống xảy ra lỗi. Nhu giao hỏi thương mai, vậy ngươi nhận hắn sao? Thương mai biết nàng ta suy nghĩ gì, nói, nhu giao, ta và ngươi là bạn bè, nếu ngươi muốn học y thuật, ta có thể dạy ngươi, nhưng danh phận thầy trò này thì không cần. ngươi dạy ta y thuật, nhưng cũng không thu ta làm đệ tử, thua thiệt là ngươi. nhu dao cười nói, thua thiệt cho ngươi cũng không quan trọng. nhu giao suy nghĩ một chút, cười nói cũng được, bái sư này ta không bái nữa, cũng cho nghiệp chướng kia bớt gọi một tiếng sư tỷ, tự nhiên lại hạ thấp phẩm cách. mọi người cười lên, chán tráng nói với nhu dao, trước kia nghe nói ngươi muốn mở y quán, nếu muốn làm vậy thì làm đi, về kinh thành thì mở ngày trước ta có làm một mật hoàn phải tìm hồ hạnh nhi hợp tác mới được quảng cáo mật hoàn ra ngoài thăm dò thị trường trước rồi mở y quán sau a cảnh bỗng nhiên ngẩng đầu vậy nàng ở kinh thành mở y quán sau này cũng không rời khỏi đại chu sao tại sao ta phải rời đi nhu giao ngẩn ra a cảnh nóng nảy nhưng nàng không rời khỏi đại chu làm sao theo ta trở về bắc mạc lúc nào ta nói muốn cùng ngươi đi bắc mạc nhu giao quính lên tên hồ đồ này tại sao có thể trước mặt nhiều người như vậy nói những chuyện này ra. Nhưng A Cảnh cũng càng nóng nảy hơn, trước kia không phải nàng nói cho ta cơ hội sao. Cho ta cơ hội chính là nàng đồng ý gả cho ta rồi. chương 822, Tần Châu có người mình thích. Nhu Giao tức giận vô cùng, rõ ràng nàng không nói muốn gả cho hắn, người nói hưu nói vượn cái gì thế. Chỉ là thuận miệng nói vậy thôi, người tưởng là thật à. Nói xong liền quay người rời đi. A Cảnh ngơ ngác một chút rồi cũng vội vàng đuổi theo. Tất cả mọi người đều nở nụ cười, A Cảnh này cũng thẳng tính quá, lời này sao có thể dễ dàng nói ra trước mặt nhiều người như vậy được. Nhu Giao lại không câu nệ, nhưng cũng là tự mình hứa hẹn hôn sự, nhưng đi ngược lại lễ giáo thì sao dám thừa nhận. Người đến dạy A Cảnh một chút, hắn lỗ mãng như vậy, sợ là thịt đến miệng lại còn bay mất. Linh lợi cười nói với Tần Châu. Hết cách rồi, Tần Châu lắc đầu, dậy mà không giỏi bảo hắn nhập ra tùy tục, làm việc nói chuyện đều nghĩ trước rồi làm sau, nhưng hắn không nhớ được. Quậy một trận như thế, tiệc rượu liền tản đi. Thương Mai thấy mộ dung khanh có chút mệt mỏi, liền cười nói, được rồi, náo một trận, tản đi thôi, mọi người đều về phòng đi, mọi người, tìm một góc nhỏ ngắm hoa dưới trăng đi. Lời này rõ ràng là đặc biệt dành cho Tráng Tráng và Tiêu Kiêu, hai người dùng cơm trước rồi nói là muốn đi ra ngoài một chút, nhìn cái trấn nhỏ này về đêm, thương mai ở bên cạnh đã nghe được. Tráng tráng chừng mắt nhìn thương mai một chút, sao nói nhiều lời vậy. Vết thương vừa mới lành một chút liền bắt đầu ba hoa đúng không? Đừng có nhầm lẫn chứ, không nói các ngươi, ta nói ta và Tần Châu ra ngoài đi dạo không được chắc. Vốn thương mai tính trêu ghẹo, vì hai ngày này tất cả mọi người đều có chút vì tiện, nhất thời cô không nhớ nổi Tần Châu có tình cảm với mình mà thốt ra lời như vậy. Nói xong, chính cô cũng có chút ngơ ngác, Cô thức nhìn về phía Tần Châu, Tần Châu vẫn ngắm vuốt chén rượu, dường như không nghe thấy câu nói đầy tình ý kia của cô. "Ai đi đường nấy, trở về phòng." Thương Mai có chút ảo não nói, "Ta vừa nói bậy gì vậy chứ?" Sắc mặt Mộ Dung Khanh có hơi đỏ lên, thương thế của hắn vừa mới khỏi hẳn, đêm nay lại vui tính tiếp hai chén rượu, Thương Mai biết trong lòng hắn đang vui vẻ, cho nên cũng mặc kệ hắn. Nghe Thương Mai nói vậy, Mộ Dung Khanh suy nghĩ một chút, ta cảm thấy không bằng nàng nói chuyện với người ta đi, xem người ta có buông xuống được không, làm như vậy chính nàng ta cũng không có ích gì. Nếu như là trước kia, chưa chắc hắn sẽ tán thành Thương Mai chú ý tới tình cảm của Tần Châu, nhưng mắt thấy Tần Châu nỗ lực vì Thương Mai nhiều như vậy, lòng người làm từ thịt, ít nhiều gì hắn cũng thấy cảm động, có điều, nỗ lực của Tần Châu nhất định không có thu hoạch. Nếu có thể khiến nàng ta hiểu ra, để nàng ta buông xuống, đối với chính nàng ta cũng là điều tốt. Những chuyện này không nên vạch trần, đáy mắt Thương Mai có chút cảm thông, cô có ngu ngốc trong tình cảm đến thế nào cũng có thể hiểu được ý nghĩ trong lòng Tần Châu, sao nhẫn tâm đi đâm thủng chứ? Vạch trần, dù sao bây giờ cũng vượt qua, thật ra trong lòng nàng ta cũng không dễ chịu gì. Mộ Dung Khanh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngắm nhìn gương mặt Thương Mai, suy bụng ta ra bụng người, nếu nàng và người khác có được nhân duyên mỹ mãn, trong lòng ta đại khái cũng như thế. Gương mặt Thương Mai liền chấn động, chàng Trải qua nhiều như vậy, ta còn có thể không thay đổi chút nào sao? Đúng là ta cũng bị Tần Châu làm cho cảm động, Mộ Dung Khanh nói ra lời này, trong lòng cũng thấy khó chịu không nói ra được. Ngừng một chút, hắn nói, bây giờ nhân lúc còn chưa trở lại kinh thành, mấy ngày này chúng ta nên nói rõ mọi chuyện ra đi, Tần Châu cũng nên quyết định một lựa chọn. Không phải nói bản án của Bắc Mạc, Thương Mai Trần trừ một chút, cũng cảm thấy bản án có lẽ không quan trọng đến thế, nếu như Tần Châu quyết tâm hung ác, bản án chỉ là tạm thời, nàng ta càng ở bên nàng sẽ càng làm hao mòn nguyện khí của nàng ta, nàng ta sẽ tham luyến loại thời gian an bình ấm áp này, sợ là đến lúc phải khởi hành trở về, nàng ta sẽ không nỡ, ta dự đoán, bây giờ, mặc dù lạc thân vương nắm trong tay toàn bộ cục diện, nhưng từ đầu đến cuối tâm cơ của hắn ta cũng không kém sở kính, mà phía sau sở kính còn một tần ra, trước sau tần châu cũng phải trở về. Vợ chồng hai người hiếm khi cùng nhau tiến sâu vào bàn luận về vấn đề của Tần Châu, Bây giờ nói ra, Thương Mai lập tức sáng tỏ. Suy tư một chút, nàng nói cũng được, ta đi nói với nàng ấy. Nói chuyện cẩn thận một chút, con người Tần Châu rất hiêu ngạo. Mộ Dung Khanh nói, ta biết, ta sẽ cân nhắc rồi mới nói. Thương Mai dìu hắn lên giường, Mộ Dung Khanh nói, ta không sao, nàng đi đi. Vậy được, Thương Mai cúi đầu hôn hắn một cái, lão thất, cảm ơn chàng. Đổi lại là một nam nhân khác nếu như biết tâm tư mà tần châu đối với cô chỉ sợ là không hào phóng như vậy hắn vén chăn lên nằm xuống phàm là người tốt với nàng bản vương đều sinh lòng kính trọng thương mai động tình cười một tiếng đắp chăn cho hắn rồi quay người đi đêm nay tần châu uống quá nhiều sau khi trở về phòng giày cũng không cởi nửa nằm trên giường nghe được tiếng đập cửa nàng ta nói vào đi cửa không khóa chỉ khép hờ thương mai đẩy cửa vào đèn đuốc trong phòng có chút ảm đạm sắp ngủ rồi sao tần châu thấy là cô thì giữ vững tinh thần ngồi xuống vẫn chưa còn chưa tắm rửa nàng ta ngồi ở mép giường nhìn thương mai có việc sao thương mai ngồi trên ghế cạnh bàn gỡ xuống châm cài tóc khều bấc đèn một chút ngọn lửa lập tức bùng lên chiếu sáng gương mặt xinh đẹp của cô không có gì tới tâm sự với ngươi thương mai nghiêng đầu nhìn tần châu một chút mỉm cười nói Thật ra cô chưa sắp xếp được ngôn từ, cũng không biết mở miệng thế nào, trong nháy mắt khi bước vào cửa, cô liền hối hận vì đã tới đây một chuyến, cô sợ mình nói sai nhiều. Cô biết ý nghĩa mà lão thất bảo mình đến bàn trận này, cũng không phải làm thay đổi hướng giới tính của Tần Châu, mà là nàng ta yêu phải một người đã có người thương rồi. Nhưng việc này khiến cô khó mà mở miệng. Ừ, muốn nói gì? Tần Châu đứng dậy, ngồi ở bên cạnh Thương Mai, tóc cài của nàng chưa loạn, khí khái vẫn hào hùng như cũ con người thâm thúy như hai miệng giếng cổ vừa sâu vừa âm u. Thương Mai còn đang cân nhắc xem nên mở lời thế nào, Tần Châu lại cười một tiếng, không ngờ chuyến đi này lại làm cho ngươi có thêm một đệ tử, đúng là thế sự khó liệu. Thương Mai nhớ tới Ngô Yến Tổ, không khỏi cười, việc này cũng không có gì khó liệu, với cả quả thực ta cũng không có tư cách nhận đồ đệ, nếu như hắn muốn học, ta có thể chỉ một hai. Tần Châu rót trà, đưa cho cô, nói, ngươi không ngủ được mà tới tìm ta nói chuyện cũng vừa đúng lúc, trong lòng ta cũng có chút lo lắng. Vì chuyện của bác Mạc à, thương mai nhấp một ngụm trà, hỏi. Cũng không hẳn vậy, dường như Tần Châu có chút buồn, nhìn thương mai, nói trước đó Hoàng thượng đã cầu thân với ta. Hả, một miệng trà của thương mai gần như phun ra ngoài, chừng to mắt Hoàng thượng. Vị Hoàng thượng kia sao? Tần Châu cười, lộ ra hàm răng trắng nõn, đương nhiên là Hoàng thượng của bác Mạc ta, chẳng lẽ là bệnh quân bên đại chu các người sao? thương mai ừ một tiếng sao trước đó không nghe ngươi nói qua ta chưa nghĩ xong cho nên không nói vậy bây giờ ngươi nghĩ kỹ chưa thương mai giật mình chỉ cảm thấy việc này đến đột ngột quá sợ là lão thất cũng không biết tần châu gật đầu đúng vậy suy nghĩ kỹ rồi thương mai ngừng một chút thăm dò mà hỏi vậy ngươi và khang bình đế tần châu lộ ra một tia đáng yêu của nữ nhi có lẽ trong lòng ta cũng có chút thích hắn Thương Mai trợn tròn mắt, điều này là thật sao? Người thích hắn, Hoàng thượng là người tốt, chắc hẳn ngày sau cũng sẽ đối tốt với ta, là nam nhân đáng giá để phó thác cả đời. Tần Châu nói, Thương Mai cảm thấy kỳ quái, trước kia hai người họ còn thảo luận xem rốt cuộc nữ nhi có nhất định phải lấy chồng hay không. Lúc ấy trong nhà vì ta và cháu trai của Long lão tướng quân có đề cập đến kết thân, ta không đồng ý. Khi đó Đại Khái là ta đã có tình cảm với Hoàng thượng rồi chỉ là tự ta chậm chạp không có phát hiện thôi. Chương 823, quay về chính đạo. Thương Mai kinh ngạc nhìn nàng ta, vẻ mặt động tình này, gương mặt dịu dàng và mơ hồ, không hề còn có vẻ lạnh nhạt trước đó, dường như đây là một cô gái đang yêu. Nhưng mà, không phải trước kia ngươi nói với ta, ngươi không hề có ý tứ về phương diện này với Khang Bình đế sao? Ngươi còn nói, không muốn xuất giá. Thương Mai sửa lại ý nghĩ một chút, thậm chí cô còn có chút hoài nghi. Tần Châu nhìn ra dụng ý của mình, cho nên mới cố ý nói vậy, nhưng mà cô chưa từng nhìn thấy vẻ mặt như này của nàng ta trước đây, cô không ngờ Tần Châu cũng có thể có vẻ mặt như này, bởi vậy lập tức có hơi hoang mang. Nếu nàng ta giả vờ thì giả bộ cũng giống quá. Sau khi ngươi về nước, chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện, trong thời gian ta bị cầm tù, hoàng thượng luôn nghĩ đủ cách để đưa cho ta cái này, cái kia, làm gì có cô gái nào mà không bị làm cho cảm động. Tần Châu thở dài một tiếng, vẻ mặt có chút sầu bi, cũng có chút vui vẻ. Lúc này thương mai thật sự không đoán được ra rốt cuộc nàng ta đang nói thật hay giả. Người cảm thấy, hoàng thượng thế nào? Nếu ta gả cho hắn thì sao, có được không? Tần Châu hỏi thương mai. Thương mai suy nghĩ một chút, mấy người lão thất cũng cũng khen ngợi Khang Bình Đế nhiều, có thể thấy được hắn là một người có đủ đức hạnh, chỉ là dù sao thì nhân mạch của hắn quá ít, căn cơ quá nhỏ, nếu không có Tần Châu, hắn sẽ không ngồi vững đế vị, nếu như tần châu gả cho hắn bắc mạc sẽ thực sự có thể bình định được nhưng mà tần châu thực sự thích hắn sao nếu chỉ vì cho khang bình đế chỗ dựa mà hy sinh hạnh phúc cả đời mình thì cô không vui mừng được cho nên thương mai nghiêm túc nói tần châu người lừa ta người không thích khang bình đế có đúng không có lẽ trước đó không cảm thấy mình thích hắn nhưng mà đêm nay nghe lão vương gia và tiêu kiêu nói tự ta cũng muốn xác định xem mình có tình cảm với hắn không với cả ta gả cho hắn không phải là biện pháp tốt nhất sao. Ta cũng không cần làm loạn thần tặc tử, cũng có thể giúp đỡ hắn bình định bắc mạc, giết sở kính. Nàng nói, cười khổ một tiếng, thật ra ta biết các người đều ngóng trông ta đi làm chút gì đó, tâm tư của các người ta đều hiểu, nhưng mà nếu thực sự muốn là làm nữ hoàng đế, ta không muốn, không phải ta không có dã tâm này, ta chinh chiến xa trường nhiều năm, giết chóc vô số, ta có sự tàn nhẫn của mình, có dã tâm, cũng đồng thời tự hiểu bản thân, Ta không có khả năng trở thành vị hoàng đế tốt, trên vai hoàng đế phải gánh toàn bộ quốc gia, bách tính, ta không có lòng tin có thể cho bọn họ ăn đủ no, mặc đủ ấm. Bây giờ trên lưng ngươi treo quá nhiều thứ, Tần Châu, ngươi nên tìm cho mình một con đường vui vẻ mà đi. Thương Mai thở dài, mặc dù biết nói vậy cũng không lý trí, cũng không phù hợp với hiện thực của Bắc Mạc hiện giờ, nhưng cô thực sự mong Tần Châu có thể hạnh phúc mà không phải một mực nỗ lực, đến cuối cùng phải bỏ ra cả đời mình đổi lấy Bắc Mạc yên ổn ta vui vẻ, thương mai, thực sự không lừa ngươi, trước kia ta chưa tùng nghĩ tới đi con đường này, nhưng mới suy nghĩ một chút, trong đầu liền cảm thấy rất vui vẻ, trước kia ta không muốn gả cho người ta là vì tự cho mình thanh cao, cảm thấy nam nhân trong thiên hạ đều không xứng với ta. Có lẽ vì luôn có ý nghĩ này, lại không nghĩ tới việc trong cuộc đời mình có thể lựa chọn con đường này, mãi cho đến khi lão vương ra nhắc nhở, bây giờ ta thật muốn nhanh về Bắc Mạc, thúc đẩy đoạn hôn nhân này. Tần Châu nói đến vui vẻ, đến nhiệt tình, dường như chỉ muốn bay ngay về Bắc Mạc gả cho Khang Bình đế vậy. Thương Mai thấy nàng ta như vậy, cũng không biết nên nói gì cho phải, cô nói, người cảm thấy như vậy vui vẻ thì cứ làm đi. Được, Tần Châu nhìn cô, giống như là chợt nhớ ra gì đó, hỏi, đúng rồi, người đến tìm ta là muốn nói gì? Thương Mai ngơ ngác một chút, người cũng đã nói vậy, thì ta còn có thể nói gì? Chỉ đành ngượng ngùng cười nói, không có việc gì, ta không ngủ được, muốn tới nói chuyện phiếm với người thôi. Tần Châu nói, được rồi, người muốn nói chuyện gì? Cũng không có gì, người đi tắm sớm chút đi, nhìn ngươi xem, cả người đầy mùi rượu, làm gì có dáng vẻ của Tân Nương Tử chứ? Thương Mai cười nói, Tần Châu cũng cười, nếu như hắn thích ta thì cho dù mỗi ngày ta uống đến say khướt, hắn đều sẽ cảm thấy ta đẹp. Đúng vậy, đúng là như vậy. Thương Mai hít sâu một hơi, ngắm nhìn nàng Tần Châu, ta không biết ngươi nói thật hay giả. Ngươi luôn giấu ý nghĩ của mình rất sâu, ta không nhìn trộm được. Bởi vậy, ta chỉ có thể chúc phúc cho ngươi, hy vọng mỗi ngày ngươi đều trôi qua vui vẻ, hạnh phúc. Gương mặt Tần Châu như nhiễm một tia sáng dịu dàng, ta sẽ như vậy, ngươi cũng thế, phải hạnh phúc, phải vui vẻ. Thương Mai đứng lên, được rồi, ta về đây. Tần Châu cũng đi theo, ta tiến ngươi. Vốn Thương Mai đã quay đầu nhưng lại đột nhiên xoay người lại. Đêm nay Tần Châu cực kỳ nhiệt tình làm cho thương mai cảm thấy nàng không giống tần châu mà mình quen. Có điều quay người lại liền nhìn thấy trong đôi mắt tần châu chưa kịp giấu đi, gương mặt nàng cứng ngắc trong ý cười, nhuộm đầy vẻ bi thương không cách nào che giấu. Ngươi! Tần châu ôm chặt lấy cô, vội vàng nói, đừng hỏi, đừng nói, tất cả đều rất tốt. Giọng nói hơi run run của nàng vang bên tai thương mai, hơi rượu say chánh choáng tản ra, cả người thương mai có chút mơ hồ, chỉ cảm thấy nhịp tim tần châu đập rất nhanh, ôm như vậy không nhìn được mặt của nàng nhưng dường như có thể nhìn thấy được bi thương nơi đáy mắt của nàng. Trái tim thương mai trầm xuống, quả nhiên nàng suy nghĩ như vậy. Có điều, vở kịch nàng diễn đến tốt đẹp lại không ép được mặt sau. Cũng chỉ ôm trong nháy mắt, Tần Châu liền lập tức buông cô ra, trên mặt khôi phục vẻ bình thường, thậm chí còn lạnh lùng xa cách hơn trước đó. Thương mai, đừng lo lắng cho ta, không có chuyện gì là ta không chịu nổi cả. Được, Thương Mai cảm giác ngược mình bị một loại cảm xúc bi thương không biết từ đâu lấp đầy, cô hé miệng muốn nói mấy câu, nhưng lại không biết nói gì. Quay về đi, Tần Châu quay người, để lại cho cô một bóng lưng cứng rắn. Thương Mai từ từ quay người đi ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa cho nàng. Bước chân của nàng rất nặng nề, lúc trở về phòng còn sờ mặt mình một cái, phát hiện nước mắt đã giản ruộng. Tại sao lại khóc, mộ Dung khanh thấy thế, vốn đang nằm, liền lập tức đi qua, thương mai đột nhiên ôm lấy hắn buồn bực khóc một trận mộ dung khanh ôm chặt lấy cô cũng không nói gì mặc cho cô khóc hồi lâu sau cô mới ngẩng đầu lên đôi mắt sưng húp tần châu nói nàng ấy muốn gả cho khang bình đế mộ dung khanh không có chút ngạc nhiên nào điều này là tốt nhất với bắc mạc thương mai muốn phản bác lại không thể bởi vì bắc mạc là đường ra tốt nhất với khang bình đế nhưng mà đối với tần châu thì sao Bách tính Bắc Mạc sẽ quan tâm Tần Châu bỏ ra cái gì sao? Còn cả Khang Bình Đế, hắn lợi dụng Tần Châu hay cũng có mấy phần chân tình. Một cuộc thông gia chính trị không có tình yêu lại xảy ra trên người Tần Châu, thương mai cảm thấy khó mà tiếp nhận được. Nàng quan tâm nàng ta, cho nên mới khổ sở vì nàng ta, nếu nàng không đếm xỉa tới, thì sẽ biết, đây là biện pháp giải quyết tốt nhất, Tần Châu cũng có thể về nước, với cả Bắc Mạc cũng sẽ không phải chịu cái tên Hoàng đế hiếu chiến sở kính kia khống chế. Thương Mai lại không biết, con đường hồi kinh ngắn ngủi, mấy câu ngắn ngủi, sẽ thay đổi một đời Tần Châu. Không phải cố ý, tất cả đều thuận theo tự nhiên, dường như đã sớm định sẵn từ nơi sâu xa. Tần Châu nghĩ tới nhìn cách về Bắc Mạc, nhưng không nghĩ tới việc trực tiếp gả cho Khang Bình Đế, thậm chí lúc Lão Vương ra nói, nàng vẫn suy nghĩ đến việc chờ cơ hội giết mà về, nhưng Thương Mai tới, nàng trộm nhìn Thương Mai đến đam chiêu, chủ ý này chính là trong một cái chớp mắt mà tạo ra. Chương 824, ta không dám đắc tội với người này. Đoàn người đi rất chậm, vừa đi vừa dừng nên phỏng chừng cũng phải mất nửa tháng mới tới kinh thành. Trong khoảng thời gian này, Nam Hoài Vương đã phát điên một lần và liên tục gào thét rằng, ta không có sai, Thương Mai bất đắc dĩ phải cho hắn ta uống thuốc để hắn ngủ yên. A à Cảnh biết trước đây hắn ta từng có ý đồ với Nhu Dao nên không hề khách khí với hắn, lúc ở chung xe ngựa với hắn ta, hắn cũng đã gây không ít sức ép lên hắn. Bây giờ hắn ngủ rồi, A Cảnh có vẻ hơi buồn chán. Ngày đó sau khi Nhu Giao nổi giận đã không còn để ý đến hắn, mặc cho hắn dùng mọi cách để cầu xin tha thứ, nàng ta vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh. A Cảnh cũng là một người khá nóng tính, thấy Nhu Giao mặc kệ mình, cũng hơi tức, chủ yếu là vì hắn không biết mình đã làm sai ở đâu. Hai người có chút nóng này khiến mọi người cũng khổ lây. Ví dụ, trong lúc ăn, A Cảnh vô tình ngồi cạnh Nhu Giao, Nhu Giao liền đứng dậy đổi vị trí, A à Cảnh thấy thế thì quăng đũa bỏ đi, Nhu Giao thấy hắn bỏ đi thì cũng bỏ đi luôn, mọi người ăn cơm xong, Thương Mai cùng Linh Lợi còn phải đưa cơm đến phòng hai người họ, sau đó còn phải nghe từng người than thở. Người nói xem, hắn còn mặt mũi mà tức giận sao? Mà hắn giận cái gì chứ? Ta vẫn chưa đồng ý gả cho hắn mà hắn đã nghĩ đến chuyện sau này sẽ đưa ta về Bắc Mạc. Cho dù nhà ta nghèo đi nữa thì cũng phải dùng tam thư lục lễ để cầu thân chứ hơn nữa trước mặt nhiều người như vậy hắn còn nói rằng ta đã hứa riêng với hắn là sẽ bên hẳn chọn đời dù ta không cần thể diện thì phụ mẫu ta cũng cần chứ lời này mà bị truyền ra ngoài thì họ sao còn mặt mũi gặp người ngoài đây những chuyện khác không nói chỉ sợ ra giáo nhà họ tôn chúng ta sẽ bị người đời phỉ báng sao hắn không chịu nghĩ cho ta chứ thích nhau là một chuyện còn đã nói đến chuyện thành thân thì phải có tôn quy phép tắc làm như vậy là không tôn trọng ta tùy tiện mang ta về nhà chẳng khác nào chuộc thân cho kỹ nữ lầu xanh, không cần sự đồng ý của mama. Hắn là khinh thường ta đã từng bị gả đi một lần sao? Thương Mai khuyên nhủ, ngươi cũng đừng cứng quá, hắn như vậy cũng không tính là sai quy tắc, tính tình hắn thế nào ngươi cũng rõ mà, nghĩ cái gì nói cái đó, hắn là thực sự thích ngươi, mới nói muốn cưới ngươi, về chuyện cầu thân thì không phải vậy đâu, chúng ta vẫn còn chưa về kinh mà, sau khi trở lại kinh thành, có lẽ hắn sẽ lập tức kêu Tần Châu đến gặp phụ mẫu ngươi để cầu hôn, về phần ngươi nói hắn khinh thường ngươi vì đã từng bị gả một lần thì có trời đất chứng giám, chuyện này thật sự không có. Là ngươi suy nghĩ lung tung, chúng ta ai cũng hiểu rõ nhân phẩm của A cảnh cũng như tâm tư của người, tuyệt không giống như ngươi nghĩ đâu. Bên kia, Linh lợi xoa cái lỗ tai, cao mày nghe A cảnh nói oang oang như tiếng chuông đồng, rốt cuộc ta đã sai chỗ nào chứ? Ta nói vậy là sai sao? Ta thích nàng, muốn cưới nàng là sai sao? đại chu các người chẳng phải có câu lấy gà theo gà lấy chó theo chó sao nếu nàng đã gà cho ta thì theo ta về bắc mạc có gì sai lẽ nào muốn ta ở lại đại chu làm một tên ở rể à ta ở đại chu thì có thể làm được gì đại chu sẽ không bao giờ trọng dụng tướng quân của bắc mạc chẳng lẽ muốn ta cả đời này phải bám váy nàng sao nàng thích một người chồng vô dụng như vậy à Linh lợi dừng một chút để âm thanh ù ù bên tai biến mất rồi mới khuyên nhủ, không phải lúc trước ta đã nói với ngươi rồi sao? Chuyện hôn nhân không thể do mình định được, ngay cả ở bắc mạc của các ngươi, chuyện kết hôn của cũng được xem trọng, chẳng phải sao? Lén đính hôn, ở Đại Chu mà nói, là một chuyện rất mất mặt, ngươi cũng không muốn nhu giao bị người ta đàm tiếu chứ. Về phần ngươi nói nhu giao không muốn cùng ngươi về bắc mạc chẳng phải là có hơi võ đoán sao? nếu ngươi muốn nàng thật tình theo ngươi quay về thì ngươi phải khiến nàng cảm động, làm cho nàng cảm thấy dù theo ngươi về bắc mạc không có người thân bạn bè đi nữa thì nàng cũng không có gì phải lo lắng hết, nàng vẫn có thể hạnh phúc thì tự nhiên là nàng sẽ theo ngươi về thôi. Một canh giờ sau, Thương Mai cùng Linh Lợi gặp nhau ở hành lang, cả hai đều thở dài, sau đó lắc đầu, vẫn không khuyên được. Tráng tráng đi tới, nói không cần khuyên, khuyên cũng vô dụng. Đó hoàn toàn không phải là ương bướng mà là nhu dao vẫn còn khúc mắc trong lòng, vẫn chưa tháo gỡ được cho nên mới vì chút việc nhỏ đó mà làm lớn chuyện. Thương Mai gật đầu nói, đúng vậy, ta hiểu điều đó, nói trắng ra là, kỳ thật nhu giao vẫn chưa nghĩ kỹ, chỉ vì bị A Cảnh làm cho cảm động một chút mà hứa qua loa đại khái, còn tên ngốc A Cảnh thì lại cho lời hứa đó là thật. Linh lợi hơi biến sắc bởi vì Tô Thanh. Có lẽ vậy, Thương Mai vẫn còn hơi do dự, cảm thấy không chắc chắn nên cô ấy không nói gì. Nhu Giao trông thì có vẻ là dám yêu dám hận, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, đối với chuyện tình cảm, nàng ta là một người dè dặt hiện giờ trông có vẻ như nàng ta hơi tàn nhẫn với A Cảnh nhưng thực chất là vì nàng ta thiếu tự tin. Vừa rồi nàng ta nói A Cảnh đã nói ra chuyện bọn tự định chung thân trước mặt mọi người, rõ ràng lời này sẽ không bị truyền ra ngoài, mọi người ở đây đều là người một nhà, nhưng nàng ta lại nối giận như vậy thậm chí vừa nãy còn nói A Cảnh ghét bỏ nàng ta vì đã từng được gả đi một lần. Thật ra không phải A Cảnh ghét bỏ nàng ta vì đã từng gả một lần mà chính nàng ta mới là người tự ghét bỏ chính mình vì chuyện đó. Nàng ta cảm thấy người như nàng ta không xứng đáng có được tình yêu và hạnh phúc là chuyện thường tình. Đối với tình yêu của A Cảnh, lúc bắt đầu là sự cảm động nhưng sau khi bình tĩnh lại nàng ta sẽ càng hoài nghi hơn. Nàng ta tự ti, mình thiếu tự tin nhưng lại cố gắng tỏ ra là chẳng có gì, thậm chí còn nói với rất nhiều người rằng mình thích Tô Thanh, muốn gả cho Tô Thanh, nàng ta cố ý che giấu sự tự tin của mình chỉ là loại tâm lý này không cách nào che giấu khi đối diện với tình yêu đích thực. Cô cảm thấy, chuyện này có lẽ có quan hệ với Nam Hoài Vương. Lúc ấy, chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó khiến mới có thể khiến nàng ta tuyệt vọng đến mức gả cho một kẻ sắp chết. Ở thời đại này, chuyện ấy rất có thể đồng nghĩa với việc từ bỏ hạnh phúc cả đời. Chỉ là Nam Hoài Vương hiện giờ điên điên khùng khùng, sợ là nhu giao có đi gặp hắn ta cũng không thể cởi bỏ khúc mắc. Bởi vì mâu thuẫn giữa A à Cảnh cùng Nhu Giao mà suốt chặn đường, tâm trạng của mọi người cũng không còn vui vẻ như trước, nhất là càng gần đến kinh thành, bầu không khí lại càng thêm nặng nề. Chỉ là thương mai có một vấn đề mãi vẫn không thể hiểu rõ, đó là trận mưa lớn kỳ lạ ở ở Miếu Long Vương, mưa to liên tục hai ngày, trận pháp của Lão Thất, còn có sự điên cuồng vô cớ của Nam Hoài Vương. Những bí ẩn trong lời nói của hắn ta khi quỷ gối trước bức tường hình như vẫn chưa được giải đáp. Hôm nay lúc ăn cơm đích thời điểm, cô thực sự không thể không đem chuyện này ra bàn bạc với mọi người, tất cả mọi người đều không thể nói được nguyên nhân, riêng lão vương ra không nói một lời, chỉ cười cười nghe mọi người bàn luận sôi nổi. Thương Mai thấy ông ta tỏ vẻ mình đã biết hết ngọn nguồn liền hỏi, ông ơi, có phải ông đã biết được gì không? Lão vương ra mỉm cười, lão hủ chẳng biết gì cả. Biết thì nói, việc gì phải dụ khỉ, linh lợi nói. Lão vương ra cười ha ha, phàm là những chuyện khó đoán đều sẽ có sự tương trợ của trời cao những lời ông nói thật vô nghĩa tráng tráng cười nói ông nhất định là biết gì đó mau nói mau nói biết cũng không thể nói được người này ta cũng không dám đắc tội lão vương ra chỉ lo uống rượu khoát tay nói mọi người vừa nghe thấy vậy liền tự nhủ lẽ nào lại có một người như thế sao tráng tráng vội vàng hỏi tiếp người kia là ai có là ai đi nữa thì cũng không thể có năng lực lớn như vậy dược đang êm đẹp tự nhiên nổi gió lại còn mưa to suốt hai ngày, thêm cả trận pháp trước Miếu Long Vương mà Thương Mai nói nữa, này quả thực là gặp quỷ rồi. Chương 825, về đến kinh thành. An Nhiên lão Vương ra trừng mắt liếc nàng ta, "Công chúa, họ của ngươi là Mộ Dung, không được nói nhảm chuyện này, cẩn thận kẻo gặp báo ứng." Tráng Tráng ngạc nhiên nói, "Ta họ Mộ Dung thì không thể nói." Chẳng lẽ người này là người của Mộ Dung gia? Mộ Dung Khanh cũng tò mò nhìn hắn ngài hãy nói đi, lẽ nào mộ dung ra chúng ta thật sự sinh ra một vị thần tiên sao? Mộ dung khanh tự nghe những lời mình nói cũng thấy hoang đường nên bật cười. An nhiên lão vương ra trận trắng mắt, hôm nay mưa to, sao có thể đổ cho hắn ta chứ? Cùng lắm là trận pháp của ngươi đã bị dở thủ đoạn, đừng có tưởng tượng phong phú quá. Rốt cuộc là ai? Tráng tráng thúc giục hỏi. Kỳ thật lão hủ cũng không biết, nhưng ngươi có biết ngày xưa Huệ Đế vì ai mà xây nên miếu Long Vương không? An nhiên lão vương ra hỏi tráng 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 gật đầu biết vì kình thiên nhiếp chính vương không chỉ phủ thanh châu mà rất nhiều nơi đều có ưng ừ, nếu thật sự tin rằng có ma quỷ thần tiên gì đó thì có lẽ là vì kình thiên nhiếp chính vương đó vậy rốt cuộc là phải hay không phải tráng tráng tò mò hỏi An nhiên lão vương ra chậm gì gì nói đã nói lão hủ không biết gì hết hỏi gì mà hỏi lắm thế nhưng mộ dung ra các người phải tuân theo gia huấn nhưng không phải bắt đầu từ huệ đế, chính xác mà nói, là kình thiên nhiếp chính vương cùng Thái Hoàng Thái Hậu đề xuất, bởi vậy, nếu kình thiên nhiếp chính vương thực sự được thờ trong miếu Long Vương thì lão nhân ra thấy con cháu mộ dung chém giết lẫn nhau, đi ra ngăn cản một phen, cũng là chuyện thường tình, mà đó chỉ là suy đoán của lão hủ, không thể xem là thật được. Sứt lời, lão già này liền đẩy chén, ăn no rồi, lão hủ đi ngủ đây. Lão già này thật đáng ghét, biết gió cũng không nói, bảo chúng ta ở đây đoán giả đoán non tráng tráng cười mắng thương mai rất tò mò nhưng cũng không cần thiết phải biết thực chất trong miếu long vương đã xảy ra chuyện gì cũng khó mà giải thích bằng khoa học nếu khoa học đã không giải thích được thì dùng học thuyết quỷ thần vậy mà đó lại không phải sở trường của cô cô ấy chuyên về tấn công nếu vị thương khâu kia còn sống thì may ra còn hỏi rõ được nhớ tới thương khâu thương mai không khỏi thở dài thương khâu ấy là một nhân tài mà lại chết như vậy khá đáng tiếc mọi người thổn thức một phen rồi giải tán. Chuyến hành trình có vui vẻ, tốt đẹp đến đâu thì trung quy cũng đến ngày phải kết thúc. Lúc về đến Kinh Thành đã là ngày thứ 8 của tháng 9. Chỉ còn một tháng nữa là đến đại hôn của Tiêu Kiêu và Tráng Tráng. Sau khi vào Kinh, Mộ Dung Khanh trước tiên là giam Nam Hoài Vương trong Vương Phủ, sau đó cùng Thương Mai sửa soạn xong xuôi mới vào cung bái kiến Thái Hoàng Thái Hậu. Mờ mờ trong cung, những ngày cuối thu, tiết trời cũng mát mẻ hơn, lá cây trong cung hy vi đã nhuộm vàng hơn phân nửa, dưới ánh sáng rực rỡ của mùa thu, phong cảnh chỉ khiến mọi người thấy đẹp chứ không hề được buồn chút nào. Đây là lần đầu thương mai bước vào cung hy vi mà không có cảm giác áp lực. Kỳ thật cung hy vi không có gì thay đổi, trừ nhân vận truyền kỳ đang ở bên trong. Tuy nhiên, sự hiện diện của người ấy không hiểu sao lại khiến lòng người an tâm. Bước vào sảnh chính của cung hy vi liền nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng đặc trưng của Asakoko còn có lòng trở về sao bà ta liếc nhìn mộ dung khanh dọc đường chắc chơi vui lắm nhỉ cần chi biết người trong cung lo lắng thế nào mộ dung khanh không thể nào lạnh lùng với a xà cô cô được chàng cười ôm bả vai của a xà cô cô chơi sao được mà chơi trên người bị thương cả chặn đường chỉ có thể dưỡng thương mà thôi bị thương nữa sao a xà cô cô cười mắng một câu có lão già an nhiên đó thì có bị thương gì đi nữa cũng không lo cô cô sai rồi lão vương ra chẳng thèm hỏi thăm vết thương lần này của ta lấy nửa lời toàn bảo thương mai đến xem a xà cô cô nhìn thương mai thương mai liền vội vàng hành lễ thỉnh an cô cô thương mai vẫn còn sợ a xà cô cô chuyện trên đảo giữa biển vẫn còn khiến cô nổi da gà a xà cô cô ừ một tiếng còn sống trở về không tồi đâu cũng có chút tiền đồ đấy thương mai khẽ cười một tiếng cũng may có kinh sợ nhưng không bị nguy hiểm A à, xà cô cô ừ một tiếng, có kinh sợ có hiểm cũng không cần sợ, tuổi trẻ, chỉ cần còn sống là được, đời người dài như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp chuyện. Bà ta ngưng thần một chút, lão tổ tông vẫn còn ở ngự thư phòng, sắp về rồi, các người uống chén trà đi đã. Vẫn còn ở ngự thư phòng, hay là chúng ta đến ngự thư phòng tìm bà ấy? Mộ Dung Khanh cảm thấy áy náy trong lòng, lão tổ tông tuổi tác đã cao, lại còn phải quản lý triều chính, đều là do con cháu không có tiền đồ, tạm thời cứ ở yên đây chờ đi bên kia sợ là đang bực tức đó a xà cô cô nói ngay cả bà ta cũng thấy tình thế không ổn nên gặp tức giữ hai người lại miễn cho họa vô đơn trí vô tình hứng chịu cơn thịnh nộ của người đó có chuyện gì vậy mộ dung khanh hỏi ủng hộ chính chủ vào ngay chăm chu yên ne a xà cô cô nói lão tổ tông của ngươi rời xa triều chính đã lâu đột nhiên thượng triều trở lại đó bất quá cũng chỉ khiến đám cự thần giật mình một phen thôi nhưng hoàng thượng nắm quyền nhiều năm, tuy rằng đã gây ra không ít rắc rối nhưng uy nghiêm thì vẫn còn đó, nên không thể không gây sức ép. Bà ta trừng mắt với mộ dung khanh, nếu người còn không trở về thì lão tổ tông thật khó mà gồng gánh nổi, đối với quốc gia đại sự, người luôn luôn thận trọng, sẽ không dùng thủ đoạn lung tung cũng không thể thay người hàng loạt. Thương mai tự động hiểu điều này có nghĩa là cho dù lão tổ tông có thủ đoạn đi nữa thì cũng không áp dụng được trong chuyện triều chính. Quả thật, Chuyện nước nhà không có chuyện nào nhỏ cả, dáng trước một quan viên, thay người mới thì dễ nhưng nếu thay thế một loạt các quan viên thì sẽ gây ra hỗn loạn. Thương Mai không khỏi bội phục Thái Hoàng Thái Hậu, đến mức này mà vẫn còn giữ được lý trí và bình tĩnh, châm trước từng chuyện một. Tuy nhiên, cũng không cần lo vội, hôm nay người đã nổi trận lôi đình áp chế được bọn họ rồi, người có bị thương cũng phải ra trận. A Sa Cô cô nói. Ta biết rồi, Mộ Dung Khanh lại càng thêm áy náy hai người đợi trong đại sảnh khoảng nửa canh giờ, Asako cô lại hỏi chuyện đứa bé trong bụng thương Mai. Vì trò chuyện nên nửa canh giờ này trôi qua rất nhanh. Tuy nhiên, về phần ngự thư phòng thì thiếu chút nữa là lật tung mái ngói lên rồi. Ngày hôm qua lâm chiều lại có hai mươi mấy người cáo bệnh không thượng chiều, không những không thượng chiều, họ còn không chịu làm việc. Hơn nữa, Thái Hoàng Thái hậu còn phải biết rằng đây chỉ mới là khúc dạo đầu, buổi chiều sớm tiếp theo sẽ có càng nhiều người không thượng chiều hơn có người còn dâng cả tấu sớ, nói thái tổ có di huấn, hậu cung không được tham gia vào chính sự, hoàng thượng vẫn còn mà hậu cung nắm giữ chiều chính chẳng khác nào gá mái gái sớm, là hành vi đại nghịch bất đạo. Sáng sớm hôm nay, đã có rất nhiều tấu trương được gửi đến ngự thư phòng, tất cả đều yêu cầu được gặp hoàng thượng và bày tỏ nghi vấn đối với việc lập thái tử. Sau đó hại lại tiếp tục nghi ngờ lương vương không có năng lực giải quyết chiều chính, thậm chí còn có kẻ giáp tâm lấy lý do hắn bất lực, không thể cưới quận chúa ý nhi của Đại Lương, sẽ ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa hai nước và đặt Đại Chu vào nguy cơ chiến loạn. Sau khi Lão Tổ Tông nổi trận lôi đình liền nói, các người cứ việc trở về chuyển cáo cho những kẻ cáo ốm không thượng chiều rằng, trời vào thu sẽ lạnh, bị bệnh, ai ra có thể hiểu nhưng phải chú ý mời Đại Phu, buổi chiều sớm hôm sau nếu còn có kẻ cáo ốm thì ai ra sẽ trực tiếp phái người y đến, nếu chứng minh được kẻ đó có giáp tâm khác thì sẽ lập tức phế thay người mới. Thái Hoàng Thái Hậu Tôn đại nhân quỳ xuống, nói phế người cố thay người mới cũng không phải là biện pháp, chi bằng cứ thuận theo ý tứ của bọn họ, để họ được ý kiến hoàng thượng, tốt xấu gì cũng phải cho bọn họ biết rằng hoàng thượng đúng thật bị bệnh nặng chứ không phải người chiếm giữ triều chính, như vậy, chẳng phải cả làng đều vui sao. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 55